Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 548. Này thế giới khải kỳ lục kỳ quan pháp tướng vừa xuất hiện, tràng diện liền quá kinh khủng, toàn bộ vọng hồ đạo tràng đã hóa thành địa ngục, vô số sinh linh bị dị hóa vặn vẹo thành ma vật, chúng nó gầm thét, gào thét, lại kêu thảm, phát ra đủ loại thảm dị tiếng kêu, phô thiên cái địa hướng Diệp Thần tuôn ra giết tới. Hỏng bét, luân hồi chi chủ, chúng ta cũng muốn biến thành ma vật. Ngư Triều Hy phát ra một tràng thốt lên, thế giới khải kỳ lục hắc ám năng lượng gào thét tới, nàng và dưới tay nàng trận pháp sư nhóm, còn có Minh Đạo Cung người, đều hứng chịu tới nghiêm trọng ăn mòn, mọi người vận công điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là không ngừng có người bị bóp méo, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành ma vật. Toàn trường chỉ có Diệp Thần, còn duy trì rực rỡ hào quang sáng chói, không có có nhận đến hắc ám khí triều ảnh hưởng. Nhìn thấy toàn bộ thế giới đều biến thành một cái ma hóa địa ngục, Diệp Thần lại mảy may không hoảng hốt, nhàn nhạt nhìn xem hắc ám ma quân con mắt, nói, nếu như này liền là của ngươi lá bài tẩy lời, vậy hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cho ta trấn áp. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mượn dùng lấy Lạc Phi Thiên lực lượng, lại phối hợp tự thân luân hồi lực lượng, lại bắn ra một giọt luân hồi máu, thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Oanh long long, cả thì tòa Đạo Thiên Sơn Hà Lô, liền chẳng khác nào núi lửa phun trào, bạo phát ra cuồn cuộn nóng rực năng lượng màu đỏ ngòm, ẩn chứa mạnh mẽ luân hồi lực lượng, hóa thành huyết vũ, bạo hướng về bốn phương. Huyết vũ vung vãi, như kỳ tích một màn xuất hiện, chỉ thấy vừa mới ma hóa rất nhiều sinh linh, tắm gội đến huyết vũ sau liền nhanh chóng rút đi ma khí, khôi phục như thường, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cũng là bồng bột nhiều hơn sinh cơ, mọc ra mới hoa cỏ, phảng phất mới sơn hà tại dựng dục. Cái gì? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, hắc ám ma quân triệt để kinh động. Càng kinh khủng chính là, cái kia huyết vũ rơi xuống hắn thế giới khải kỳ lục bên trên, liền thế giới khải kỳ lục đều muốn bị tịnh hóa, ô ô phát ra rên rỉ, hắc ám năng lượng cấp tốc yếu bớt, bị một cỗ mênh mông luân hồi trật tự chỗ áp chế. Ta luân hồi chi đạo, hoành ép chư pháp vô địch, người ở trước mặt ta, còn hung hăng càn quấy không nổi, trừ phi sử thần chân thân đích thân tới. Diệp Thần ánh mắt cực độ băng lãnh, hắn dùng luân hồi máu, thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cả hai dung hợp bộc phát ra uy áp, đơn giản vô địch, một thoáng liền đem hắc ám ma quân kỳ quan pháp tướng chân áp xuống. Bên kia Ngư Triều Hy đám người, không có ma hóa nguy hiểm, tất cả mọi người đều là mang theo rung động vẻ mặt, vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng nào nghĩ tới thế mà vừa ra tay, liền chân áp hắc ám ma quân kỳ quan pháp tướng. Hắc ám ma quân liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Hắc ám ma quân triệt để hoảng rồi, hắn nhìn xem Diệp Thần, thật giống như nhìn xem một tôn thế gian nhất vĩ ngạn thân ảnh, vô địch rực rỡ đến không thể kháng cự mức độ. Hắn tốt xấu cũng tính đỉnh cấp thiên đế, nào nghĩ tới dễ dàng như vậy, liền thua ở Diệp Thần thủ hạ. Ngươi không nói võ đức, các ngươi lực lượng của hai người tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu thử một chút. Hắc ám ma quân nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn lạc bại, đầy trời luân hồi huyết vũ tung bay bay là tả, ẩn chứa trong đó Đạo Thiên Sơn Hà Lô năng lượng cường đại, hắn biết mình tại Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên phối hợp xuống, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng, trừ phi cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu. Diệp Thần thiếu nhất liền là cảnh giới, mà Lạc Phi Thiên vừa vặn mô phỏng bổ, thời khắc này Diệp Thần thật là quá mức vô địch, dùng luân hồi trật tự làm căn cơ. Lại phối hợp Lạc Phi Thiên thiên đế năng lượng linh khí, đủ để đánh giết đỉnh cấp thiên đế. Đương nhiên, đây là tại Lạc Phi Thiên liều mình tương trợ phía dưới, Diệp Thần mới có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như đơn thuần dựa vào chính hắn, dùng thiên nguyên cảnh 5 tầng trời trung giai thực lực, đại khái có khả năng nghịch phạt cửu đỉnh cảnh 7, 8 tầng trời tồn tại, nếu như là cửu đỉnh cảnh đỉnh phong, cái kia liền cần vận dụng điểm lá bài tẩy. Nếu là đối mặt thông thiên cảnh thần vương, không mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng, đơn thuần dựa vào mình, rất khó chiến thắng, nghĩ một mình chiến thắng thiên đế cái kia càng là không có khả năng sự tình. Đây cũng là Diệp Thần thiếu hụt, hắn biết rõ điểm này, tu vi của mình còn chưa đủ, cho nên cần mượn dùng ngoại lực làm nhiên liệu, đi khu động luân hồi lực lượng. Tấp nập mượn dùng ngoại lực, dĩ nhiên không phải chuyện tốt, nhưng khi đỉnh cấp thiên đế ép đến cùng đi lên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cần mượn dùng ngoại lực thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng, đạo tâm thả bình là đủ. Lúc này nghe được hắc ám ma quân nói hắn không nói võ đức, Diệp Thần chỉ lãnh đạm cười một tiếng,
nói, đúng, ta không nói võ đức, người mang theo mấy vạn đồ đệ trợ trận, liền hết sức giảng võ đức rồi. Hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp đem chính mình tiểu đạo thiên kiếm, nhét vào hắc ám ma quân trước mặt, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, xem như ta cuối cùng nhân từ. Lạc Phi Thiên, Ngư Triều Hy, Minh Đạo Cung đám người, nhìn thấy Diệp Thần thế mà ném ra binh khí của mình, lập tức giật nảy mình. Ngư Triều Hy kêu lên, luân hồi chi chủ không thể. Nàng sợ hắc ám ma quân cầm lấy tiểu đạo thiên kiếm, liền muốn trái lại ám sát Diệp Thần, dù sao tiểu đạo thiên kiếm quá mức xuất sắc, nhất kiếm nơi tay, đối với chiến đấu lực tăng lên, là vô cùng to lớn. Nhưng, hắc ám ma quân nhìn xem trước mặt mình kiếm, lại không có nửa điểm muốn phản kháng khí phách, lòng dạ của hắn đã bị Diệp Thần ép đến xít sao, mất đi chống lại suy nghĩ. Luân hồi trật tự uy áp quá kinh khủng, liên thiên đế đều không thể chống lại. Diệp Thần thấy hắc ám ma quân cũng không tùy thời đoạt kiếm giết ngược lại, trong lòng âm thầm gật đầu, đối luân hồi trật tự uy lực, đại khái có một cái chính xác nhận biết. Hắc ám ma quân biết Diệp Thần hiện tại muốn giết hắn, chỉ cần nhất kiếm, khí tức tử vong tới gần. Hắn gương mặt cũng giống như chết u ám, nói, luân hồi chi chủ, chết ở dưới tay của ngươi, cũng là không tính quá oan, là bản tọa khinh địch. Bất quá, bản tọa lại không nghĩ chết. Có lẽ, chúng ta có khả năng đàm một vụ giao dịch. Giao dịch. Diệp Thần nghe được cái này hai chữ, lập tức có chút muốn cười, nói, ngươi có đồ vật gì muốn cùng ta giao dịch. Nếu như muốn đầu nhập vào, cái kia rất không cần phải, ta không có thu lưu độc xà hứng thú. Hắc ám ma quân lắc lắc đầu nói, không, không phải, bản tọa có một cái tình báo, ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thần lạnh nhạt nói nghe một chút. Hắc ám ma quân nói, là liên quan tới một vị thế giới bên ngoài cường giả, truyền thuyết là vị cường giả kia, đã sáng tạo ra luân hồi pháp tắc. Luân hồi pháp tắc, bản thân không thuộc về thiên đạo phạm trù, là sau này mới dung nhập vào thiên đạo bên trong, ban đầu thiên đạo, cũng không có luân hồi pháp tắc tồn tại. Đây là thế giới bên ngoài cường giả, sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, cũng tăng thêm vào thiên đạo bên trong. Ngươi hẳn là nghe qua thời gian luân hồi, tận thế quy khư truyền thuyết, tất cả chúng ta, kỳ thật đang đứng ở một trận vô tận thời gian trong luân hồi, hết thảy hiện chuyện đang xảy ra, trước kia đều đã từng xảy ra ngàn tỷ lượt, thời gian là có phần cuối, làm phần cuối tiến đến, hết thảy đều muốn hướng đi tận thế cùng hư vô, hướng đi thảm thiết nhất sụp đổ, thế giới sẽ trở thành vì kiếp cho. Tại thế giới quy khư về sau, thời gian lại sẽ hồi trở lại đến điểm bắt đầu, hết thảy phát sinh qua sự tình, đều sẽ làm lại từ đầu một lần. Tất cả những thứ này, là bởi vì có luân hồi pháp tắc tồn tại, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, nhất định vĩnh kiếp trầm luân. Này tựa hồ là vị kia thế giới bên ngoài cường giả, tận lực an bài, bản tọa không dám nhìn trộm, vị cường giả kia đến cùng muốn làm gì nhưng bản tọa theo sử thần đại nhân, hồn thiên đế đại nhân trao đổi bên trong. Bắt được một điểm dấu vết. Vị kia thế giới bên ngoài cường giả, kỳ danh là Thiên Tổ. Là Thiên Tổ sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, cũng một tay chế tạo thời gian luân hồi trở lại, tận thế quy khư cảnh tượng đáng sợ, thậm chí liền thiên đạo đều không thể ước thúc hắn. Người đã là luân hồi chi chủ, bản tọa nghĩ, người hẳn là đối vị kia Thiên Tổ, cảm thấy rất hứng thú. Thiên Tổ thủ hạ có cái thế lực, gọi Mộ Táng Cung, Nam Mộ Táng Cung vô cùng thần bí phiếu miểu. Thế nhân không biết hắn tồn tại, nhưng bản tọa dưới cơ duyên xảo hợp, từng biết Mộ Táng Cung một cái nào đó cứ điểm chỗ. Nói đến đây, hắc ám ma quân tầm mắt nhanh chóng sáng lên, tuy nói đã là bại tướng dưới tay Diệp Thần, nhưng lúc này ánh mắt lại có tinh mang, tựa hồ tự tin chính mình nói tới đồ vật, đã có đầy đủ phân lượng, ngữ khí cũng trầm ổn lại. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi hôm nay chịu thả bản tọa có khả năng đem Na Mộ Táng Cung cứ điểm chỗ nói cho ngươi, tình báo này. Nghĩ đến có đầy đủ phân lượng, có thể đổi bản tọa một mạng. Hắn trong lòng có vô số suy nghĩ chuyển động, nghĩ đến hôm nay 2-3 chiêu không đến, liền thua ở Diệp Thần thủ hạ, còn muốn xuất ra chân quý như vậy tình báo tới đổi mệnh, thật sự là vô cùng nhục nhã, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp rửa sạch sỉ nhục, không thể lại khinh địch chủ quan. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, người biết Mộ Táng Cung hạ lạc. Thiên Tổ truyền thuyết, Diệp Thần khắc sâu ấn tượng, thế gian này. Duy nhất cùng Thiên Tổ có nhân quả chỗ liên lạc, cũng chỉ có Mộ Táng Cung, nếu như có thể biết Mộ Táng Cung hạ lạc, Diệp Thần là có thể nhìn trộm đến nhiều bí mật hơn. Hắc ám ma quân thấy Diệp Thần cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói chẳng qua là một cái cứ điểm, chân chính Mộ Táng Cung tổng bộ, khả năng không ở cái thế giới này, nhưng,
một cái cứ điểm cũng đủ rồi, cái kia cứ điểm hẳn là còn có thiên tổ hậu nhân ẩn cư, dùng thân phận của ngươi, đoán chừng có khả năng dò xét ra một chút manh mối. Diệp Thần gật đầu nói, phần tình báo này, hoàn toàn chính xác rất có giá trị, đổi tính mạng của ngươi là đầy đủ. Nghe vậy, Hắc Ám Ma Quân mừng rỡ trong lòng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói cái kia rất tốt, chỉ cần ngươi hứa hẹn hôm nay buông tha bản tọa có khả năng đem mộ táng cung cứ điểm tọa độ nói cho ngươi. Diệp Thần nói, tính mạng của ngươi, cũng không phải trò đùa, sống hay chết, có thể không dễ dàng như vậy quyết đoán. Ngươi trước cùng ta hồi trở lại luân hồi tinh giới một chuyến, ta cùng thủ hạ ta người nghiên phán một phiên, mới có thể quyết định có theo hay không ngươi giao dịch. Diệp Thần biết Hắc Ám Ma Quân thân phận đặc thù, không thể bằng vào một phần tình báo liền thả đi hắn, nhất định phải thận trọng cân nhắc, tốt nhất vẫn là hồi trở lại luân hồi trận doanh, cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người thương lượng một chút. Hắc Ám Ma Quân sầm mặt lại, nói, người đường đường luân hồi chi chủ, liền điểm này quyền quyết định đều không có. Nói đùa cái gì, người nếu muốn tiêu khiển bản tọa, dứt khoát. Nói đến đây, hắn thân thể đột nhiên chấn động, lộ ra hoảng sợ đờ đẫn biểu lộ, sau đó giống như bị rắn độc cắn được một dạng, đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép trên thân làn da nứt ra, dòng máu chảy ra, cổ lỗ lỗ bốc lên virus bọt khí. Có từng khỏa tinh hồng virus tảo cầu, theo trong cơ thể hắn xông ra, trong khoảnh khắc liền cướp đi tính mạng của hắn. Hắc Ám Ma Quân. Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Ám Ma Quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắc hắc, Hắc Ám Ma Quân, ngươi dám bán như thế tình báo quan trọng, đây không phải muốn chết sao? Luân hồi chi chủ, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, mộ táng cung bí mật, ngươi không có tư cách biết. Một đạo âm lãnh thanh âm. Theo trong hư không truyền ra, sau đó lại cấp tốc biến mất xuống. Diệp Thần nghe được, là cửu đại ma quân bên trong, Bệnh Ách Ma Quân thanh âm. Bệnh Ách Ma Quân thế mà giết chết Hắc Ám Ma Quân, ngăn cản hắn tiết lộ mộ táng cung cứ điểm tọa độ tình báo. Diệp Thần nhìn xem Hắc Ám Ma Quân dần dần bị virus ăn mòn thối giữa thi thể, vẻ mặt cũng âm trầm xuống, không nghĩ tới Bệnh Ách Ma Quân sẽ nhúng tay, tình nguyện giết chết Hắc Ám Ma Quân, cũng không chịu tiết lộ mộ táng cung tình báo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Luân hồi chi bàn, thôn phệ. Diệp Thần cũng không nguyện nhìn xem như thế tình báo quan trọng, ngay tại trước mắt mình mất đi, hắn lập tức mở ra luân hồi chi bàn, thôn phệ hết Hắc Ám Ma Quân hư thối thi thể, xoắn nát sau tìm kiếm trí nhớ của hắn, hy vọng có thể tìm tới mộ táng cung có liên quan manh mối. Nhưng, Hắc Ám Ma Quân vô cùng khôn khéo, hắn đã sớm bày ra nhân quả luật, chỉ cần mình vừa chết, tương quan tình báo manh mối lập tức tự động xóa đi triệt để tiêu tán. Nói cách khác, coi như vừa mới Diệp Thần không tuyển chọn giao dịch, trực tiếp giết chết Hắc Ám Ma Quân, đem hắn thôn phệ, cũng không chiếm được cái gì có giá trị manh mối. Điều này hiển nhiên là Hắc Ám Ma Quân tự vệ thủ đoạn, Diệp Thần cũng biết đại khái, này loại đỉnh cấp thiên đế, hạch tâm nhất trí nhớ, khẳng định làm ra thủ đoạn bảo hộ, bằng không, bị người khác một cái siêu hồn hoặc là thôn phệ, hậu quả kia không chịu nổi. Đáng tiếc tình báo không có. Diệp Thần theo Hắc Ám Ma Quân thối giữa trong thi thể, rút ra ra trí nhớ của hắn mảnh vỡ, nhưng lật khắp hết thảy mảnh vỡ ký ức, đều không có tra tìm đến bất kỳ vật có giá trị. Mộ chủ, có thu hoạch sao? Lạc Phi Thiên cẩn thận hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hết thảy vật có giá trị, đã toàn bộ không có, ngô. Bất quá ta luân hồi trong trận doanh mặt, có một vị gọi quái thiên đế lão tiên sinh, có lẽ có khả năng mời hắn ra tay. Suy tính hạ thiên cơ, nhìn một chút có thể hay không đẩy ngược ra một chút manh mối. Lạc Phi Thiên thở dài một hơi, đạo thuận theo tự nhiên đi, mộ chủ, kỳ thật, ta cảm thấy, dùng ngươi thực lực hôm nay, đi tìm kiếm thiên tổ bí mật, vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói ta biết, nhưng lòng hiếu kỳ đi lên, luôn là kìm nén không được, thế giới bên ngoài cường giả A, lại là sáng tạo ra luân hồi pháp tắc cùng luân hồi mộ địa vĩ đại tồn tại. Ai không muốn nhìn một chút? Lạc Phi Thiên nghĩ thầm cũng phô thế, gật gật đầu, liền không khuyên nữa ngăn. Sự tình sơ bộ định ra tiếp đó, liền là quét dọn chiến trường. Hắc Ám Ma Quân đã chết, Hắc Ám Tà Điện quần long vô thủ, tự nhiên là không còn dám phản kháng, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng. Đối với những người đầu hàng này, nếu như là bình thường ma thần, Diệp Thần liền hợp nhất xuống tới, đến mức sử thần tộc bản tộc người, thì toàn bộ giết chết. Không lưu người sống, thi thể sung làm tài liệu,
cầm lấy đi thối luyện tiểu đạo thiên kiếm. Sửu thần tộc người, dữ tợn ghê tởm, liền là từng đầu độc xà, giữ lại tính mạng của bọn hắn, liền là tai họa ngầm cùng tai họa, còn không bằng giết không còn một mảnh. Bận rộn ba ngày, chiến trường cơ bản quét dọn xong thành, cũng không có mặt khác sửu thần tộc người tới quấy rầy. Dù sao lần trước tại Tinh Không Thần Sơn một trận chiến, sửu thần cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không thể lại cắm tay cái gì, diệt đi hắc ám ma quân, ngăn cản mộ táng cung tình báo tiết lộ, đã là sửu thần tộc có thể làm cực hạn. Tại đại chiến bên trong cơ hồ phá toái vọng hồ đạo tràng, bây giờ vững bước trùng kiến bên trong, Minh Đạo Cung người một lần nữa trở lại mặt đất, tại các nơi đứng sừng sững lên Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên pho tượng, quỳ bái. Ba ngày nay, Ngư Triều Hy cùng Tiêu Diêu đạo tràng trận pháp sư nhóm, cũng đang giúp đỡ quét dọn chiến trường, trùng kiến vọng hồ đạo tràng gia viên. Ba ngày bận rộn kết thúc, Ngư Triều Hy hướng Diệp Thần phát ra mời, luân hồi chi chủ, đi ta Tiêu Diêu đạo tràng ngồi một chút đi. Diệp Thần gật đầu, âm thầm hướng Lạc Phi Thiên nói, tiền bối, cũng là thời điểm đi xem một chút Tiêu Dao đại đế. Hắn nghĩ đến lúc này lấy được đạo Thiên Sơn Hà Lô, dựa vào đạo Thiên Sơn Hà Lô mạnh mẽ thối luyện chi năng, nói không chừng có thể thối luyện Tiêu Dao đại đế suy sụp thân thể, khiến cho hắn khôi phục tuổi trẻ cũng không nhất định. Lạc Phi Thiên thở dài một tiếng, lộ ra một vệt bi thương biểu lộ, nói, hắn khả năng đã chết, cũng được, chúng ta đi tiễn hắn cuối cùng đoạn đường đi. Diệp Thần giật mình, nói cái gì, Tiêu Dao đại đế đã chết? Là ai đã giết hắn? Chẳng lẽ là sửu thần tộc người, bệnh ách ma quân? Lạc Phi Thiên cười khổ nói, đều không là, là chính hắn suy sụp mà chết, hắn chịu vũ trụ mệnh cách cắn trả, kỳ thật sớm nên chết rồi, chẳng qua là trong lòng của hắn quải niệm, nghĩ đến đoạt lại đạo Thiên Sơn Hà Lô, cho nên treo một hơi không chịu nhắm mắt. Tại ta hiển linh về sau, hắn đoán chừng là bắt được thiên cơ, biết chúng ta có khả năng cầm lại đạo Thiên Sơn Hà Lô, thậm chí là giết chết hắc ám ma quân, cho nên hắn vừa lòng thỏa ý, tâm nguyện một, liền đã nhắm mắt. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, ánh mắt phức tạp vạn phần, không nghĩ tới Tiêu Dao đại đế đã chết, hắn còn muốn dùng đạo Thiên Sơn Hà Lô giúp đối phương thối luyện thân thể, nhưng bây giờ là không có cơ hội. Nhưng Tiêu Dao đại đế cái kia suy sụp bộ dáng, sợ là liền đạo Thiên Sơn Hà Lô đều không thể cứu vãn hắn. Hắn truyền thụ Diệp Thần Huyền Thiên Tinh Chảy Quyết, Diệp Thần đối với hắn vẫn có chút cảm kích, bây giờ nghe hắn tin chết, trong lòng có chút tiếc hận. Diệp Thần lại nhìn một chút Ngư Triều Hy, thấy Ngư Triều Hy biểu lộ tiêu tụy, nghĩ đến nàng cũng là cảm giác được Tiêu Dao đại đế tin chết, ba ngày này đều không dám một mình trở về, muốn chờ Diệp Thần làm xong, mới kết bạn trở về. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Ngư Triều Hy kết bạn, đi tới Tiêu Diêu đạo tràng. Hai người trở lại Tiêu Diêu đạo tràng, đã thấy Tiêu Diêu đạo tràng bên trong, khắp nơi treo cờ trắng, người mặc đồ trắng, một bộ lạnh lẽo bi thương bộ dáng. Tiêu Diêu đạo tràng một trưởng lão, nhìn thấy Ngư Triều Hy cùng Diệp Thần hồi đến, tiến lên chắp tay, nói. Thánh nữ đại nhân, luân hồi chi chủ, các ngươi trở về. Ngư Triều Hy biết rõ đã sinh bất trắc, vẫn là không nhịn được hỏi, sư phụ thế nào. Trưởng lão kia thở dài một hơi. Nói, đế tôn đã ngồi hóa thành cho, chỉ để lại một khỏa mệnh cách xá lợi. Ngư Triều Hy sớm có đoán trước, nhưng chính tai nghe được Tiêu Dao đại đế ngồi hóa thành cho, trong lòng y nguyên chấn động, trên mặt lộ ra một vệt bi thương, nói, sư phụ đi được an tường. Trưởng lão kia nói, đế tôn tọa hóa trước mặt mang mỉm cười, tựa hồ đã vừa lòng thỏa ý, chẳng qua là. Ngư Triều Hy nói, chỉ là cái gì? Trưởng lão kia trầm giọng nói, chẳng qua là phần tịch linh sơn người. Phát tới văn kiện thiếp, nói gọi chúng ta giao ra vũ trụ mệnh cách xá lợi, 7 ngày sau liền sẽ có sứ giả tới lấy. Bọn hắn nói, vũ trụ mệnh cách vốn chính là thuộc về phần tịch linh sơn, là đế tôn cường ngạnh cướp đoạt, bây giờ đế tôn ngã xuống, mệnh cách này xá lợi tử, cũng nên vật quy nguyên chủ, thánh nữ đại nhân, theo ý ngươi. Ngư Triều Hy không mang theo mảy may lưỡng lự, dứt khoát nói, mệnh cách xá lợi là sư phụ di vật, làm sao có thể chắp tay giao cho bọn hắn. Trưởng lão kia lo lắng nói, đúng vậy à, nhưng phần tịch linh sơn nói, nếu là chúng ta không chịu trả lại, bọn hắn liền muốn huyết tẩy ta Tiêu Diêu đạo tràng cả nhà. Nghe vậy, Ngư Triều Hy kiều khu chấn động, phần tịch linh sơn mạnh mẽ, nàng tự nhiên biết, hiện tại Tiêu Dao đại đế chết rồi, Tiêu Diêu đạo tràng mất đi chủ tâm cốt, nếu là phần tịch linh sơn có cường giả xâm phạm, cái kia đích thật là khó mà ngăn cản. Diệp Thần nhướng mày, nói, vũ trụ mệnh cách, không thể coi thường.
đó là tuyệt đối không thể giao ra, nếu như phần Tịch Linh Sơn xâm phạm, ta thay các ngươi cản trở là được. Ngư Triều Hy mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ, vậy xin đa tạ rồi. Ta Tiêu Diêu đạo tràng, về sau liền quy thuận ngươi luân hồi trận doanh, chúng ta cả nhà trên dưới, sinh tử vận mệnh, toàn do ngươi bảo hộ. Trưởng lão kia cũng mừng rỡ nói ra, có luân hồi chi chủ bảo hộ, ta Tiêu Diêu đạo tràng cả nhà vô ưu. Đế tôn tọa hóa trước cũng đã nói, luân hồi chi chủ đáng giá phó thác, hắn vũ trụ mệnh cách xá lợi, cũng là muốn giao cho luân hồi chi chủ kế thừa. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, vũ trụ mệnh cách là thiên đạo sáu mệnh một trong, đại biểu cho thời gian cùng không gian pháp tắc cực hạn, nếu như hắn có thể kế thừa dung hợp, vậy đối thời không pháp tắc lực khống chế, tất có thể tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là, vũ trụ mệnh cách rộng rãi bàng bạc, thời gian cùng không gian lực lượng pháp tắc, rất dễ dàng cắn trả tự thân, tựa như Tiêu Dao đại đế như thế, liền là bị cắn trả, trải qua vô tận tuế nguyệt già yếu cùng thống khổ, cuối cùng chết đi. Liền đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, hắn cho dù là thiên sinh có được vũ trụ mệnh cách, nhưng thiếu chút nữa cũng bị cắn trả, là hắn chế tạo ra văn minh chi kiếm, dùng đại trật tự trấn áp thời không, mới cuối cùng nhường vũ trụ mệnh cách ổn định lại. Diệp thần mong muốn dung hợp chấp trưởng, tự nhiên không phải cái gì chuyện dễ. Nhưng mặc kệ không dễ dàng đi nữa, hắn cũng không có khả năng đem vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, chắp tay đưa cho phần Tịch Linh Sơn người. Phần Tịch Linh Sơn cùng Tiêu Diêu đạo tràng, giữa song phương, tranh đấu xa xưa. Tiêu Diêu đạo tràng thuộc về Lạc gia đỉnh phong nhất thời điểm, thế lực vô cùng hừng hực, chính là cửu thiên lớn phiệt bên trong, huyền thiên môn phiệt một cái chi nhánh, bọn hắn có tư cách cùng phần Tịch Linh Sơn chống lại. Tại ban đầu thời điểm, phần Tịch Linh Sơn cao nhất sát thủ đoán Ly Ca, trên thế gian bốn phía săn giết vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, mặt khác giác tỉnh giả đều bị giết hết, chỉ có đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, ở gia tộc che chở cho có thể may mắn còn sống sót. Sau này đoán Ly Ca hội tụ chúng đa vũ trụ mệnh cách năng lượng, nghĩ dung nhập tự thân huyết mạch, nhưng bởi vì hắn là thế gian đệ nhất cái phai màu người, sa đọa đến thảm thiết nhất nghiêm trọng, vô pháp đến bất kỳ chúc phúc, cho nên cái kia vũ trụ mệnh cách, hắn cũng không cách nào dung hợp. Cuối cùng chỉ có thể ban thưởng cho thủ hạ của mình. Cái kia lấy được ban thưởng người, chính là thiên tự số thứ ba sát thủ Kinh Vô Mệnh, cũng là giết chết Tinh Đạo Long Nữ hung thủ. Kinh Vô Mệnh tại giết chết Tinh Đạo Long Nữ về sau, tự thân lâm vào suy yếu, bị Tiêu Dao đại đế nhắm ngay cơ hội, nhất cử đưa hắn trọng thương, hắn vũ trụ mệnh cách huyết mạch, cũng bị Tiêu Dao đại đế lột đoạt lại. Chỉ bất quá, cái kia vũ trụ mệnh cách năng lượng, quá mức cuồn cuộn. Tiêu Dao đại đế cũng không thể rất tốt trưởng khống, chịu thời không pháp tắc cắn trả, cho tới hôm nay già yếu mà chết. Mà tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, phần Tịch Linh Sơn cũng không có buông xuống trả thù, Diệp thần suy tính thiên cơ, muốn tới cùng thiên tổ có quan hệ. Đoạn Ly Ca khiêu chiến thiên tổ thất bại, thậm chí kém chút bị thiên tổ khí chàng ép bạo, hắn đắc tội thiên tổ, cũng không dám lại xuất đầu lộ diện, tự chém thiên cơ, triệt để ẩn nấp. Phần Tịch Linh Sơn cũng không hỏi thế sự, điệu thấp ẩn giấu đi, mãi đến gần nhất mới hiện thân. Diệp thần đoán chừng là đoạn Ly Ca cảm thấy an toàn, sẽ không lại bị thiên tổ để mắt tới, cho nên dần dần nhường phần Tịch Linh Sơn tham dự thế gian nhân quả, này ẩn giấu nhiều năm tổ chức sát thủ, lúc này cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Đủ loại suy nghĩ, tại Diệp thần tâm bên trong không ngừng lóe lên, hắn đại khái làm rõ mạch lạc. Tiêu Diêu đạo tràng cùng phần Tịch Linh Sơn ở giữa. Đủ loại ân oán mâu thuẫn, là phần Tịch Linh Sơn đã làm sai trước, nếu như không phải bọn hắn muốn uy hiếp săn giết Lạc Phi Thiên, Tiêu Dao đại đế cái này làm đệ đệ, tự nhiên cũng sẽ không ra tay trả thù, đi công kích Kinh Vô Mệnh, cướp đoạt vũ trụ mệnh cách huyết mạch. Bây giờ Tiêu Dao đại đế chết rồi, phần Tịch Linh Sơn muốn đem vũ trụ mệnh cách lấy về, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Có thể trước mang ta đi nhìn một chút cái kia xá lợi tử. Diệp thần hỏi. Nghĩ xem trước một chút cái kia vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, đến cùng là dáng dấp ra sao? Trưởng lão kia nói, có khả năng, luân hồi chi chủ, thánh nữ đại nhân, thỉnh. Ngay sau đó, trưởng lão kia mang theo Diệp thần cùng Ngư Triều Hy hai người, đi tới Tiêu Diêu đạo tràng từ đường. Từ đường bên ngoài, có thật nhiều Tiêu Diêu đạo tràng đệ tử, tại đốt hương tế bái, nhìn thấy trưởng lão, Ngư Triều Hy cùng Diệp thần tới, dồn dập khom mình hành lễ. Ngư Triều Hy nói, đều lui ra đi. Mọi người đồng ý lui ra, Diệp Thần, Ngư Triều Hy, trưởng lão ba người tiến vào từ đường. Chỉ thấy trong đường, thờ phụng Tiêu Dao đại đế bài vị, tại trước bài vị,
trưng bày một cái kim sơn hộp gấm, hộp mở ra, bên trong phủ lên đỏ gấm nệm êm, trên đệm trưng bày một khỏa xá lợi tử, toàn thân màu vàng kim, có thiên đế khí vần quanh, phía trên nhấp nhô từng sợi kỳ diệu phù văn, là thời gian cùng không gian pháp tắc phù văn. Cái này là vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, tốt thâm hậu năng lượng. Diệp Thần tầm mắt cô đọng, nhìn chằm chằm cái kia xá lợi tử, liền thấy cái kia viên xá lợi tử nội bộ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thời gian cùng không gian pháp tắc năng lượng, còn có tiêu giao đại đế bản nhân thiên đế tinh hoa. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên nhìn xem tiêu giao đại đế bài vị, còn có cái kia viên xá lợi tử, không khỏi thở dài một tiếng, hắn cuối cùng không thể nhìn thấy tiêu giao đại đế một lần cuối, bất quá việc đã đến nước này, quá mức nhớ lại sầu não cũng không dễ, vẫn là giải quyết chuyện trước mắt càng thêm quan trọng. Hắn liền hướng Diệp Thần nói, mộ chủ, đệ ta viên này xá lợi tử, liền từ ngươi tới kế thừa luyện hóa, chẳng qua là cái kia xá lợi tử thời không năng lượng bằng bạc, ngươi bây giờ trưởng khống, nguy hiểm quá lớn, vẫn là chờ tu vi đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ lại nói. Diệp Thần trước mắt tu vi, là thiên nguyên cảnh 5 tầng trời trung giai, theo Lạc Phi Thiên, còn không thích hợp trưởng khống vũ trụ mệnh cách, hắn sợ Diệp Thần không cầm nổi. Ít nhất, cũng muốn đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, Diệp Thần mới có thể có đủ thực lực, đi trưởng khống vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần gật đầu nói tốt, tiền bối, ta nghe ngươi, chân quý như vậy xá lợi tử, là tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Chủ ý đã quyết, Diệp Thần liền hướng Ngư Triều Hy cùng trưởng lão kia nói thẳng nói. Sư thúc viên này xá lợi tử, ta tới kế thừa, tuyệt không thể giao cho người ngoài, nếu là phần tịch Linh Sơn xâm phạm, ta tới ngăn cản là được. Phần tịch Linh Sơn thế lực mạnh mẽ, Diệp Thần không dám khinh thường, lập tức truyền ra ý chí, câu thông luân hồi tinh giới, cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người lấy được liên lạc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như phần tịch Linh Sơn muốn động sát thủ, cái kia liền lập tức đến giúp. Diệp Thần lại để bọn hắn đi điều tra phần tịch Linh Sơn, Thiên Tổ, Mộ Táng Cung chờ trở qua đi rất nhiều bí mật nhân quả, lại đem Hắc Ám Ma Quân mảnh vỡ ký ức đưa trở về, giao cho Quái Thiên Đế xử lý. Quái Thiên Đế tinh thông xem bói bói toán, dựa vào Hắc Ám Ma Quân mảnh vỡ làm manh mối, có lẽ có thể suy tính ra vật gì có giá trị. Đến mức Tiêu Diêu đạo tràng bên này, Diệp Thần thì nhường mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Thần tọa trấn Tiêu Diêu đạo tràng trung cung, tay cầm tiêu giao đại đế xá lợi tử, mặc dù còn không thích hợp luyện hóa, nhưng hắn có khả năng sớm quen thuộc xá lợi tử khí tức, tương lai luyện hóa cũng sẽ đơn giản một chút. Càng là quen thuộc, Diệp Thần càng là kinh hãi, vũ trụ mệnh cách không hổ là thiên đạo sáu mệnh một trong, hắn ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc mạnh mẽ, so với Diệp Thần trụ quang huyết mạch, thái vũ huyết mạch lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến tương lai có thể chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, Diệp Thần tâm tình lại biến thành vui sướng. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là tăng cao tu vi. Trước mắt hắn là 5 tầng trời, ít nhất phải đi đến 7 tầng trời, mới xem như đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, có tư cách đi luyện hóa vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần xuất ra một phần quyển trục bản vẽ, đem bày ra, bản vẽ bên trong có từng sợi yên hà sương mù bay lên, một tòa thật to xưa cũ hỏa lò, chậm rãi theo yên hà bên trong hiển hiện, chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Này bản vẽ, cũng chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô bản vẽ, bên trong đã bỏ thêm vào rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên có thể đủ hiển hóa ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô pháp tướng, cơ hồ là chân thực tồn tại. Đạo Thiên Sơn Hà Lô là vĩ đại kỳ quan, này kỳ quan mong muốn hoàn toàn thực hiện, vậy dĩ nhiên là không thể nào, bởi vì bên trong ký thác Lạc Phi Thiên dung luyện thiên đạo tư tưởng, không có khả năng thực hiện. Bất quá, chỉ cần hướng cầu trong giấy, không ngừng bổ sung thiên tài địa bảo, là có thể chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, một cái tiếp cận chân thực pháp tướng ra tới. Chế tạo Đạo Thiên Sơn Hà Lô, so với Diệp Thần chế tạo Đạo Thiên Kiếm, còn có Hoang Lão, đại chủ tể bọn hắn chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, vậy khẳng định là đơn giản nhiều. Bây giờ Đạo Thiên Sơn Hà Lô, tựa như là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đối tu luyện có tác dụng lớn. Diệp Thần thân thể tiến vào Đạo Thiên Sơn Hà Lô, điều động Đạo Thiên Sơn Hà Lô năng lượng, trực tiếp hóa thành nước sôi, chưng nấu chính mình thân thể. Như vậy chưng nấu, vậy dĩ nhiên là hết sức thống khổ, nhưng ở trong thống khổ, lại có thể nhường thân thể linh hồn, đạt được cường đại nhất thối luyện. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, đang có lấy đỉnh cấp thối luyện hiệu quả. Diệp Thần cắn răng, ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong tu luyện, không ngừng thối luyện tự thân, như thế trôi qua 3 ngày.
hắn tu vi quả nhưng có một điểm tiến bộ, theo 5 tầng trời trung giai, đột phá đến 5 tầng trời cao giai mức độ. Rất tốt, tu vi lại tiến bộ một điểm, chờ tấn thăng đến 7 tầng trời, ta là có thể nếm thử luyện hóa vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần cảm thụ được chính mình tu vi tiến bộ, cũng là có loại cước đạp thực địa thỏa mãn. Lúc này, luân hồi trận doanh bên kia, có tình báo truyền đến. Bởi vì Đoạn Ly Ca cùng thiên tổ nhân quả, đã trên thế gian hiện ra một tia mạch lạc, cho nên luân hồi trận doanh đi thăm dò, quả nhiên cũng là tra ra một điểm mi mục. Lúc trước tỷ suất thấp nô đại thần, sáng tạo ra phần tịch Linh Sơn, hắn ngã xuống về sau, phần tịch Linh Sơn quyền hành, liền giao cho Đoạn Ly Ca trưởng quản. Đoạn Ly Ca danh xưng ban đầu tội nhân, là thế gian đệ nhất cái phai màu người, bây giờ đã là phần tịch Linh Sơn thiên địa chữ số một sát thủ, cũng là phần tịch Linh Sơn chúa tể giả. Phần tịch Linh Sơn đi qua tuế nguyệt, một mực ẩn nấp tung tích, luân hồi trận doanh điều tra phía dưới, quả nhiên phát hiện chân tướng, liền là Đoạn Ly Ca vì tránh họa, sợ dẫn tới thiên tổ trả thù, cho nên lựa chọn ẩn nấp. Chỉ bất quá, thiên tổ cái này người, quá mức thần bí. Từng tại thời đại viễn cổ hiển hiện qua một điểm dấu vết, sau này liền triệt để tiêu thất vô tung, giống như thế gian cũng không có người này tồn tại qua. Cho tới hôm nay, Đoạn Ly Ca thấy thiên tổ không thấy tung tích, cho là mình an toàn, cho nên dần dần nhường phần tịch Linh Sơn nhúng tay thế gian sự vụ, thậm chí bắt đầu tuyển nhận đồ đệ, coi như không phải phai màu người, chỉ cần chịu quy thuận hắn, hắn đều nguyện ý chiêu nạp. Tỷ như luân hồi trận doanh liền điều tra đến, đã từng đà đế cổ thần đại đệ tử. Cửu vĩ yêu hồ chủ nhân Dạ Hàn, liền đã được mời gia nhập phần tịch Linh Sơn. Đến mức thiên tổ, mộ táng cung các loại, thì quá mức thần bí, luân hồi trận doanh cũng điều tra không được cái gì, phát cho Diệp Thần tình báo trong tin tức, chủ yếu là liên quan tới phần tịch Linh Sơn, cũng không có thiên tổ cùng mộ táng cung tồn tại. Đối với cái này, Diệp Thần cũng là sớm có đoán trước, hắn biết thiên tổ cùng mộ táng cung thần bí, không dễ dàng như vậy điều tra đến. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quái thiên đế trên thân, hắn chỉ mong quái thiên đế có thể tra được một chút có giá trị manh mối. Phần tịch Linh Sơn sứ giả sắp đến, Diệp Thần tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Tại Thiêu Diêu đạo tràng bên trong, tu luyện huyền thiên tinh trải quyết, hiệu quả 10 điểm tốt, Diệp Thần dốc lòng dưới việc tu luyện, từng sợi tinh không linh khí không ngừng tụ đến, tăng lên hắn trong đan điền linh khí, cũng lớn mạnh lấy tinh không đỉnh. Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ cũng phân hưởng môn công pháp này, để cho nàng cũng cùng một chỗ tu luyện. Nàng thu nạp tinh không linh khí, có thể lớn mạnh tinh không đạo thư. Mộ chủ, dùng ngươi thực lực hôm nay, có thể nếm thử đem ta cho ngươi Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, khảm nạm đến đạo thiên kiếm phía trên đi, như thế, có thể lớn mạnh đạo thiên kiếm pháp tướng. Lạc Phi Thiên đề nghị. Lúc trước hắn cấp cho Diệp Thần một phần lễ gặp mặt, liền là một khỏa đặc thù tinh thạch. Gọi Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, này có thể dùng tới khảm nạm tại đạo thiên kiếm phía trên. Đạo thiên kiếm là Diệp Thần tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đem cái kia tinh thạch khảm nạm đi lên, đủ để tăng lên kỳ quan pháp tướng uy lực. Viên tinh thạch này sao? Diệp Thần lấy ra Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, nắm trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ mộng ảo năng lượng, nói tinh thạch này, đến cùng là lai lịch gì? Lạc Phi Thiên nói, là theo thiên đạo phúc địa rớt xuống đồ vật. Nghe nói lây dính một điểm Phạm Thiên linh khí, ngươi khảm nạm tại đạo thiên kiếm phía trên, sẽ cùng đạt được Phạm Thiên chúc phúc, về sau lại triệu hoán đạo thiên kiếm, liền sẽ không có gặp thiên phạt nguy hiểm. Diệp Thần đạo thiên kiếm, là khắc lập thiên đạo, chắc chắn vì thiên địa không dung, coi như hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không giống là hoang lão, đại chủ tể như thế, phải trả chưa thực tiễn, nhưng vẫn là có lớn vô cùng nguy hiểm. Một khi bị thiên đạo cảnh giác, hắn tùy thời phải bị thiên phạt. Nhưng nếu như, đem Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, bổ sung đến đạo thiên kiếm khái niệm bên trong, đạo thiên kiếm lây dính Phạm Thiên linh khí, sẽ cùng là đạt được Phạm Thiên chúc phúc, về sau đều sẽ không lại chịu thiên phạt. Diệp Thần Kỳ nói, tinh thạch này lợi hại như vậy, khảm nạm về sau, liền sẽ không chịu thiên phạt rồi. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, đây chính là lây dính Phạm Thiên linh khí tinh thạch A. Mộ chủ, người khả năng còn không biết. Phạm Thiên cường đại đến mức nào ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi một chút thế giới chân tướng, ngươi đại đạo đã khôi phục hoàn chỉnh, nghĩ đến có khả năng tiếp nhận. Trước đó Diệp Thần gãy một cánh tay, có chút thế giới chân tướng, Lạc Phi Thiên không dám bẩm báo, sợ Diệp Thần đạo tâm trật tự không chịu nổi. Nhưng bây giờ Diệp Thần tay cụt đã ra khôi phục, dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, luân hồi trật tự uy năng cũng là tăng lên rất nhiều,
cho dù là khủng bố đến đâu thế giới chân tướng, cũng có thể thừa nhận rồi. Diệp Thần tầm mắt sáng lên, nói thế giới chân tướng. Là cái gì? Lạc Phi Thiên trầm ngâm, tại cân nhắc ngôn từ, nói, Ngô. Nên bắt đầu nói từ đâu đâu, Phạm Thiên là thiên đạo tam tướng thần bên trong, tồn tại cường đại nhất, ngươi đều biết ha. Diệp Thần nói, biết. Lạc Phi Thiên gật đầu nói, ừm, rất tốt, kỳ thật thế giới chân tướng, có rất nhiều cường giả nhận biết cũng khác nhau, ta chỉ nói ta nhận biết, ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, mà lại ta từng cùng đấu chiến thần, đạp thiên lăng tiêu, ta tiếp xúc gần gũi hôm khác ma đạo phương, ta tin tưởng ta có thể nhìn thấy đồ vật, liền là nhất căn nguyên chân tướng. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, rửa tai lắng nghe. Lạc Phi Thiên nói, Phạm Thiên, lại gọi Phạm Thiên chủ, mộng thần chủ. Vạn vật người siêu việt, thiên đạo sáng tạo giả, truyền thuyết là hắn sáng tạo ra thiên đạo, nhưng ta cũng không đồng ý cái này truyền thuyết. Thiên đạo khối Rubik, hoàn toàn chính xác không phải tự nhiên tạo hóa hình thành, mà là người làm tạo ra, có người nói là Phạm Thiên chế tạo cái này khối Rubik, nhưng theo ta theo dõi thiên cơ đến xem, lại không phải như thế. Thiên đạo khối Rubik chế tạo người, nhất định là người khác, không thể nào là Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên một mực đang ngủ say. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Lạc Phi Thiên nói, Phạm Thiên một mực đang ngủ say, theo thế giới khởi nguyên một mực sinh sôi cho tới hôm nay, hắn vẫn luôn đang ngủ say, chưa từng có tô tỉnh qua, cũng may mắn hắn không có tô tỉnh, bằng không thế giới muốn hủy diệt. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, vì cái gì? Lạc Phi Thiên nói, bởi vì chư thiên vạn giới, hết thảy vĩ độ thời không, đều là Phạm Thiên một giấc mộng, chúng ta sống ở Phạm Thiên trong mộng cảnh, một khi Phạm Thiên tỉnh lại. Mộng cảnh phá toái, thế giới liền sẽ hủy diệt. Này, liền là thế giới chân tướng. Phạm Thiên liền là chí cao chí vĩ tồn tại, sự vĩ đại của hắn không thể ngưỡng vọng, chỗ có thời không, hết thảy vĩ độ, hết thảy pháp tắc, vạn sự vạn vật, hết thảy, đều là theo trong giấc mộng của hắn diễn sinh ra. Nghe đến đó, Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, không thể nào tiếp thu được, nói tiền bối, ngươi. Ngươi nói. Chúng ta sống ở một giấc mộng bên trong. Phạm Thiên mộng. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, mặc kệ là cái gọi là không không lúc nào không, tinh không bỉ ngạn, vẫn là thiên tổ thế giới đang ở bên ngoài, đều ở vào Phạm Thiên trong mộng cảnh. Phạm Thiên là chí cao chí vĩ tồn tại, không có bất kỳ người nào quyền hành, có thể siêu việt Phạm Thiên. Tại hết sức cổ lão thời điểm, tại thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn thời điểm, có người phát hiện thế giới chân tướng. Biết thế giới bất quá là Phạm Thiên một giấc mộng, thế là người kia hoảng sợ, sợ hãi Phạm Thiên tỉnh lại, thế là hắn chế tạo thiên đạo khối Rubik. Này thiên đạo khối Rubik giống như là một cái nôi, có quy luật xoay tròn lấy, có thể nhường Phạm Thiên tiến vào càng an ổn giấc ngủ, bảo đảm hắn không hồi tỉnh tới. Chỉ cần Phạm Thiên một mực ngủ say, thế giới liền có thể một mực tồn tại, không có hủy diệt nguy hiểm. Cái kia thiên đạo khối Rubik, phía trên đủ loại quy luật. Lại là theo Phạm Thiên vĩ đại thân thể bên trong diễn sinh ra, thiên đạo khối Rubik quy luật vận chuyển, khiến cho ban đầu một mảnh hỗn độn thế giới, cũng dần dần có quy luật, có thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh các loại pháp tắc, toàn bộ thế giới một mảnh ngay ngắn, vũ trụ tinh cầu ở giữa vận chuyển, thậm chí dùng mấy cái con số tư thế, là có thể hoàn mỹ biểu đạt ra đến, sao mà diệu quá thay. Tất cả vĩ đại, tất cả hoàn mỹ, đều nguồn gốc từ vu Phạm Thiên. Phạm Thiên tồn tại, cao với thiên đạo, cái gọi là thiên đạo khối Rubik, chẳng qua là cam đoan hắn sâu ngủ cái nôi, mà lại cái này cái nôi đã càng ngày càng không ổn định. Diệp Thần nghe xong Lạc Phi Thiên, chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, đầu thành một đoàn tương hồ, lẩm bẩm nói cái này là thế giới chân tướng. Thế giới, là Phạm Thiên một giấc mộng, mặc kệ là thế giới bên trong, vẫn là thế giới bên ngoài, đều là mộng. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy. Chịu thiên đạo khối Rubik hước thúc cùng chúc phúc địa phương, liền là thế giới bên trong, không không lúc nào không, tinh không bỉ ngạn, còn có chúng ta thường nói chư thiên vạn giới, đều tại thế giới bên trong phạm trụ bên trong. Mà thế giới bên ngoài, liền là nhảy ra thiên đạo quản thúc địa phương, chính là thiên tổ ban đầu thế giới đang ở. Thế giới bên ngoài, đối chúng ta mà nói, không có biết, không thể nói, không thể tưởng tượng, nhưng ta có thể xác định. Thế giới bên ngoài cũng là theo Phạm Thiên trong mộng cảnh diễn sinh ra, Phạm Thiên liền là chí cao chí vĩ tồn tại, là vạn vật khởi nguyên, hết thảy đầu nguồn, không có có đồ vật gì quyền hành, có thể vượt qua Phạm Thiên. Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, nói chờ một chút,
thiên đạo tam tướng thần có ba vị a, ngoại trừ Phạm Thiên bên ngoài, còn có cùng tỷ thấp nô, bọn hắn thần cách, so với Phạm Thiên như thế nào? Nghe được Diệp Thần vấn đề này, Lạc Phi Thiên gương mặt chìm xuống, nhíu mày lâm vào thật sâu trong suy tư, lại hiện ra một cỗ buồn khổ bàng hoàng chi ý. Diệp Thần nhìn thấy hắn biểu lộ khác thường, ngạc nhiên nói, tiền bối, làm sao vậy? Lạc Phi Thiên trần chờ một thoáng, nói ta theo nhìn thấy thiên cơ chân tướng đến xem, tỷ thấp nô cùng liền không nên tồn tại. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, không nên tồn tại, có ý tứ gì? Lạc Phi Thiên nói, ta chỗ nhìn thấy thế giới chân tướng, Phạm Thiên liền là hết thảy khởi nguyên, sẽ không có thể cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại, nhưng cùng tỷ thấp nô, một cái là hủy diệt chi thần, một cái là thủ hộ chi thần, bọn hắn quyền hành mặc dù không đủ để siêu việt Phạm Thiên, nhưng ít ra có khả năng ngang hàng. Phạm Thiên vị trí cao, là bởi vì hắn sáng tạo ra thế giới, là địa vị trí cao, cũng không phải là thần thông pháp lực trí cao, nếu như luận thần thông pháp lực, cùng tỷ thấp nô, không thể so với hắn yếu hơn một chút. Thiên đạo tam tướng thần, địa vị có chênh lệch, nhưng thực lực không sai, thậm chí đơn thuần luận hủy diệt lực phá hoại, đó là dùng cường hãn nhất. Lại gọi đại thiên thấp bà, hắn tồn tại, so thiên còn lớn hơn. Hắn thần thông chiến lực, lăng giá chư thiên, cũng đủ để hủy diệt chư thiên. Cái này thật sự là vô cùng mâu thuẫn sự tình, ta biết thế giới chân tướng, Phạm Thiên vị trí cao chí vĩ, là vạn vật khởi nguyên, sẽ không có cùng tỷ thấp nô này loại, thần thông pháp lực có thể cùng hắn tương đương tồn tại. Cùng tỷ thấp nô, liền không nên tồn tại, thiên tổ cũng không nên tồn tại, thiên tổ pháp lực, cũng là đủ để cùng thiên đạo tam tướng thần địa vị ngang nhau, ta không rõ, ta nguyên lai tưởng rằng Phạm Thiên là chí cao chí vĩ, ta không nghĩ tới nguyên lai còn có người, quyền hành có thể cùng Phạm Thiên ngang hàng. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, đạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tiền bối, ta không rõ. Hắn nghe Lạc Phi Thiên miêu tả, Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, thế giới theo Phạm Thiên trong mộng cảnh sinh ra, cái kia không hề nghi ngờ, Phạm Thiên liền là hết thảy sáng tạo giả, là tồn tại cường đại nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lạc Phi Thiên còn nói, cùng tỷ thấp nô, không thể so Phạm Thiên yếu hơn một chút, thậm chí luận chiến đấu lực lượng hủy diệt, còn muốn càng lớn mạnh một chút, bởi vì là hủy diệt chi thần. Lạc Phi Thiên hết sức khổ não lắc đầu, nói ta cũng không hiểu, ta từng một lần coi là, ta biết, liền là thế giới toàn bộ chân tướng, nhưng đến bây giờ ta mới phát hiện, thứ ta biết, chẳng qua là bộ phận chân tướng. Thế giới bên trong cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn chính xác đều là theo Phạm Thiên trong mộng cảnh diễn sinh ra, Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, nhưng đây chỉ là bây giờ cái thế giới này khởi nguyên, nhưng thế giới trước đó, khả năng còn có thế giới, tại khởi nguyên trước đó, khả năng còn có khởi nguyên. Diệp Thần càng là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế giới trước đó, còn có thế giới, khởi nguyên trước đó, còn có khởi nguyên. Lạc Phi Thiên cũng rất thống khổ lắc đầu, nói, đây chỉ là ta phỏng đoán, ta không xác định, mộ chủ, biết rõ bây giờ cái thế giới này chân tướng, đã là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là thế giới trước đó thế giới. Ta đoán chừng, cùng tỷ thấp nô, còn có thiên tổ, đều là thế giới trước đó, khởi nguyên trước đó đản sinh nhân vật, cho nên bọn hắn thần thông quyền hành, có thể cùng Phạm Thiên tương đương. Thế giới trước đó, khởi nguyên chuyện lúc trước, ta không cách nào nhìn trộm, chỉ có thể nói cho ngươi bây giờ cái thế giới này chân tướng, Phạm Thiên liền là chí cao, hết thảy, đều là theo Phạm Thiên trong mộng cảnh diễn sinh. Cái gọi là thiên đạo khối Rubik, chẳng qua là phụ trợ Phạm Thiên giấc ngủ một cái đồ chơi, thế nhân thường nói thế gian vạn vật, đều là thiên đạo sinh dưỡng, theo thiên đạo bên trong sinh sôi ra tới, kỳ thật không quá chuẩn xác. Bởi vì, thiên đạo phía trên quy luật, toàn bộ nguồn gốc từ vu Phạm Thiên thân thể hoa văn, Phạm Thiên liền là thiên đạo bản thân, coi như không có cái kia khối Rubik tồn tại, hắn vĩ đại thân thể khí tức chậm rãi lan tràn ra, chư thiên hỗn độn đều sẽ từ từ xây dựng, hình thành có quy luật, có trật tự thế giới, chẳng qua là thời gian muốn hơi trễ một chút. Diệp Thần kinh hãi, nói thiên đạo khối Rubik, chẳng qua là một cái đồ chơi. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, có thể nói như vậy. Thiên đạo khối Rubik phía trên đủ loại quy luật, đều là theo Phạm Thiên vĩ đại thân thể bên trong diễn sinh ra, vị kia chế tạo thiên đạo khối Rubik cường giả, cũng không có một mình sáng tạo vạn pháp quy luật năng lực, hết thảy quy luật pháp tắc đều nguồn gốc từ Phạm Thiên. Diệp Thần đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói, nhưng ta nghe nói, thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, tỷ thấp nô, đều đã ngã xuống, bọn hắn thần cách đi rơi xuống không không lúc nào không, chuyện này là sao nữa?
Nghe nói như thế, Lạc Phi Thiên ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, ta không biết, mộ chủ, căn cứ ta chỗ nhìn thấy đồ vật đến xem, thiên đạo tam tướng thần là không thể nào ngã xuống, bọn hắn mạnh mẽ, cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hẳn là không có bất kỳ người nào có tư cách lay động địa vị của bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, truyền thuyết bọn hắn là vẫn lạc, ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng có thể là ta nói đều là sai. Diệp Thần nhướng mày, lẩm bẩm nói, xem ra còn có rất nhiều bí ẩn a. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy a, này chút bí ẩn, chỉ có thể về sau chậm rãi suy nghĩ tiếp biện pháp giải khai. Hắn lại hỏi, mộ chủ, ta nói tới thế giới chân tướng, không biết ngươi là có hay không tán thành. Diệp Thần trầm mặc xuống, thế giới chân tướng, liền là Phạm Thiên một giấc mộng, chính mình chẳng qua là sống ở trong mơ, một khi Phạm Thiên mộng tỉnh, hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt, hắn tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Tiền bối, ta tán thành không đồng ý, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết thế giới chân tướng, ta thật cao hứng. Diệp Thần nói thẳng nói, mặc kệ Lạc Phi Thiên nói tới, có phải thật vậy hay không là thế giới chân tướng, ít nhất cũng mở rộng Diệp Thần tầm mắt, khiến cho hắn với cái thế giới này, cái này thiên đạo, có khắc sâu hơn nhận biết. Thế giới là Phạm Thiên một giấc mộng, tại không không lúc nào không, có bao nhiêu người biết. Diệp Thần lại hỏi, Lạc Phi Thiên nói, người biết, vô cùng ít ỏi, sẽ không vượt qua 10 cái, mà lại không có chỗ nào mà không phải là Húy Mạc Như Thâm. Bởi vì Phạm Thiên là hết thảy khởi nguyên, vọng nghị chuyện của hắn, rất có thể đưa tới thiên phạt. Ta tại đây luân hồi trong mộ địa, thương lượng với ngươi, cũng là không sao, bởi vì luân hồi mộ địa, này tòa vĩ đại kỳ quan, quyền hành ít nhất cùng thiên đạo khối Rubik ngang hàng, thậm chí còn muốn siêu việt một chút, tại đây bên trong cũng không cần sợ cái gì thiên phạt. Phạm Thiên tồn tại, cái kia càng là xa xa lăng giá tại thiên đạo phía trên. Thiên đạo chẳng qua là duy trì hắn sâu ngủ một cái nôi đồ chơi thôi, ngươi chỉ cần khảm nạm Phạm Thiên mộng thần tinh, ngươi đạo thiên kiếm, cho dù có khắc lập thiên đạo tư tưởng, thiên đạo cũng sẽ không lại hàng phạt xuống tới, bởi vì thiên đạo không có khả năng đi trừng phạt Phạm Thiên, không có tư cách này. Diệp Thần hiểu được, gật đầu nói tốt, tiền bối, ta hiểu được. Lạc Phi Thiên nói tới đồ vật, bất kể có phải hay không là thật, ít nhất logic bên trên là trước sau như một với bản thân mình. Phạm Thiên là trí cao sáng tạo giả, là hắn theo trong mộng cảnh sinh sôi ra cái thế giới này, hắn quyền hành lăng giá tại thiên đạo phía trên, Phạm Thiên mộng thần tinh tiêm nhiễm có hắn linh khí, đương nhiên sẽ không đưa tới thiên phạt, thiên đạo lợi hại hơn nữa cũng trừng phạt không được Phạm Thiên. Chờ mấy ngày sau, phần tịch Linh Sơn liền sẽ có sứ giả buông xuống, Diệp Thần nếu là có thể tăng lên đạo thiên kiếm pháp tướng uy lực, chỉ ít có thể dùng cường hóa lá bài tẩy của mình, tăng cường sức tự vệ. Ngay sau đó, Diệp Thần ngay tại luân hồi mộ địa bên trong, gọi ra chân chính đạo thiên kiếm, không phải tiểu đạo thiên kiếm, mà là hắn chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, chân chính đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm vừa ra, Diệp Thần linh khí cấp tốc trôi qua, mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn kỳ ngộ liên tục, tu vi tiến nhanh, nhưng triệu hoán đạo thiên kiếm, với hắn mà nói, cũng là tiêu hao chuyện cực lớn. Diệp Thần liền đem Phạm Thiên mộng thần tinh, khảm nạm đến tới gần chuôi kiếm trên thân kiếm. Ông, khảm nạm Phạm Thiên mộng thần tinh về sau, cả thanh đạo thiên kiếm, hào quang quả nhiên liền trở nên hừng hực rất nhiều, kim quang lấp lánh, lộ ra mộng ảo màu sắc, lại phảng phất có một loại đặc thù chúc phúc lực lượng, có thể ngăn cản hết thảy tai kiếp, đó chính là Phạm Thiên một tia chúc phúc. Tiền bối, này Phạm Thiên mộng thần tinh, thật sự là lợi hại a. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, Phạm Thiên mộng thần tinh ẩn chứa chúc phúc lực lượng, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Liền hắn cái này cầm kiếm người, phảng phất cũng tại trong cõi u minh đạt được chúc phúc, khí vận càng hừng hực bàng bạc. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói, dĩ nhiên, đây chính là lây dính Phạm Thiên linh khí đồ vật, vô cùng quý giá, ta cũng chỉ có như thế một khỏa, ngay cả chính ta đều không nỡ bỏ dùng. Hắn năm đó chế tạo văn minh chi kiếm, đều không cam lòng khảm nạm Phạm Thiên mộng thần tinh, hiện tại là trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cực kỳ cảm kích, nói, đa tạ. Khoảng cách phần tịch Linh Sơn sứ giả buông xuống, còn có mấy ngày thời gian, Diệp Thần tiếp tục cường hóa tu vi của mình, tu luyện huyền thiên tinh chảy quyết, không ngừng cường hóa tinh không đỉnh, lại điều động bạch hổ mảnh vỡ sát phạt lực lượng, chém đi Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư hết thảy huyết ấn, nhưng cái kia tinh không đạo thư, triệt để về cho mình dùng. Trang này tinh không đạo thư, Diệp Thần liền trực tiếp dung nhập vào tinh không đỉnh bên trong, kể từ đó, hắn tinh không đỉnh,
uy lực liền mạnh mẽ không còn giới hạn, ít nhất so trước kia mạnh mẽ gấp 10 lần, bởi vì chỉnh trang tinh không đạo thư, năng lượng đều đúc nóng ở bên trong. Nếu là thời khắc này Diệp Thần, lại cùng lúc trước cái kia thất vô hòa thượng giao thủ, hắn một cái tinh không đỉnh ném ra đi, đối phương lập tức liền bị đập chết, liền một chút xíu phản kháng khả năng đều không có, cũng không có triệu hoán tội nhân địch chỗ trống. Cái này là Diệp Thần tinh không đỉnh cường hóa về sau, đáng sợ uy lực, bình thường cửu đỉnh cảnh trung hậu kỳ tồn tại, bị nện một thoáng sẽ chết, không có khả năng lại ngăn cản. Thời gian vội vàng, qua trong giây lát, cùng phần tịch linh sơn ước định tháng ngày đến, một ngày này, toàn bộ Tiêu Diêu đạo tràng, đều là như lâm đại địch. Diệp Thần tọa trấn trung cung, cũng không hoảng hốt, trong lòng cùng Nhậm Phi Phàm, Phật tổ đám người, duy trì ăn ý liên lạc. Nếu như phần tịch linh sơn thực có can đảm vạch mặt, Diệp Thần cũng không sợ đánh một trận. Báo. Bỗng nhiên, một cái đệ tử vội vã chạy vào cung điện, quỳ một chân trên đất hướng Diệp Thần bẩm báo nói. Diệp đại nhân, phần tịch linh sơn sứ giả đến, tự xưng gọi kinh vô mệnh, ở ngoài cửa chờ lấy. Lúc này trong cung điện, Diệp Thần mặt phía nam mà ngồi, Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ Ngư Triều Hy, còn có đại trưởng lão đứng ở bên cạnh hắn. Dưới tay đại điện hai phía đứng thẳng 10 cái tinh nhuệ hộ pháp. Đang nghe cái kia đệ tử bẩm báo về sau, Ngư Triều Hy cùng đại trưởng lão cùng chúng hộ pháp đều là biến sắc. Kinh vô mệnh ba chữ này, bọn hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Bởi vì, kinh vô mệnh là thiên tự số thứ 3 sát thủ, mà lại là đã từng vũ trụ mệnh cách người sở hữu, Tiêu Dao đại đế vũ trụ mệnh cách, liền là từ trên người hắn cướp bóc đi. Cái này người có thể là đỉnh cấp thiên đế. Hiện tại tự mình đại biểu phần tịch Linh Sơn, đến đây yêu cầu vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, toàn bộ Tiêu Diêu đạo tràng, đều là áp lực to lớn. Diệp Thần trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì kinh vô mệnh, chính là sát hại tinh đạo Long Nữ hung thủ. Tinh đạo Long Nữ tại tiêu tán trước, từng nhắc nhở qua Diệp Thần, coi như không thể hủy diệt phần tịch Linh Sơn, ít nhất cũng phải giúp nàng giết chết kinh vô mệnh báo thù. Diệp Thần tầm mắt lướt qua một vệt phong mang, nhưng rất nhanh liền ẩn nấp xuống. Thản nhiên nói, gọi hắn vào đi. Cái kia đệ tử đáp, đúng. Liền quay người ra ngoài, mời kinh vô mệnh tiến đến. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái mang theo rủ xuống vải mũ rộng vành, không đeo trường kiếm nam tử, từ bên ngoài đi vào. Nam tử này nhìn từ bề ngoài, thường thường không có gì lạ, tựa như một cái giang hồ hào khách, cùng Diệp Thần trước kia thấy phai màu người, cực kỳ khác biệt, sau đầu cũng không có cứu rỗi pháp vòng vòng sáng. Nam tử gương mặt lạnh lùng, ngũ quan như đao búa phòng tai đục rõ ràng, ngẩng đầu dậm chân tiến vào đại điện về sau, liền hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái, âm điệu lạnh lẽo nói, tại hạ kinh vô mệnh, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, ngươi chính là kinh vô mệnh. Nghe nói các hạ là đỉnh cấp thiên đế, khí tức vì sao thu lại đến lợi hại như thế. Theo mặt ngoài xem, kinh vô mệnh quả nhiên là thường thường không có gì lạ. Nếu như không phải trước đó thu đến xác thực tình báo, Diệp Thần đều không thể tin được hắn là đỉnh cấp thiên đế, là năm đó giết chết tinh đạo Long Nữ tồn tại. Kinh vô mệnh thản nhiên nói, tại hạ lần này đến đây, là muốn cầm lại ta phần tịch linh sơn đồ vật, cũng không cố ý cùng luân hồi chi chủ xung đột, cần gì phải gióng trống khua chiêng. Diệp Thần gật đầu nói, ngươi cũng là rất dễ nói chuyện, ngươi cứu thục pháp hoàn đâu. Kinh vô mệnh nói, cứu rỗi tự ở trong lòng. Vừa lại không cần biểu lộ ra. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt, ngươi nói chuyện hết sức khách khí, cái kia ta hôm nay cũng khách khí với ngươi nói một tiếng, vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, không thể cho ngươi, mời ngươi trở về đi. Kinh vô mệnh thấy Diệp Thần như thế thẳng thắn, không khỏi sầm mặt lại, nói, luân hồi chi chủ là nghĩ thông suốt. Nếu không chịu trả lại, đắc tội ta phần tịch linh sơn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Thần nói, đắc tội liền đắc tội. Người nghĩ động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Hắn lời này hạ xuống, trên đại điện rất nhiều tinh nhuệ hộ pháp, lập tức theo kiếm, bên ngoài lại có vô số cường giả, cảm giác được hung hiểm, lập tức chuẩn bị khởi động đủ loại sát lục đại trận, chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Kinh vô mệnh độc thân đưa vào trong đó, lại tuyệt không hoảng, chẳng qua là vẻ mặt càng âm trầm, nói, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi thêm 7 ngày thời gian, ngươi tốt nhất lại thận trọng cân nhắc. Một khi đắc tội ta phần tịch linh sơn, các ngươi luân hồi trận doanh, về sau cũng đừng nghĩ dễ chịu. Diệp Thần nhàn nhạt khoát tay áo nói, không cần, ta không cần suy nghĩ thêm cái gì. Hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện cái kia viên vũ trụ mệnh cách xá lợi tử,
này Xá Lợi Tử liền trong tay ta, ngươi có đảm lược lời, có thể lập tức tới ngay cướp đoạt, nếu như không dám, còn xin ngươi rời đi. Kinh Vô Mệnh vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới Diệp Thần dám trực tiếp ở trước mặt hắn, gần như khiêu khích biểu hiện ra Xá Lợi Tử, bàn tay hắn gân xanh nổi lên, nắm chuôi kiếm, tựa hồ mong muốn rút kiếm ra tay. Trong đại điện hết thảy các hộ pháp, soạt soạt rút ra binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Bên ngoài lại có đại lượng tinh nhuệ đệ tử, sải bước mà tới, đem cửa cung điện bao bọc vây quanh, người người đều là vô cùng khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người biết, Kinh Vô Mệnh là đỉnh cấp thiên đế, một khi vạch mặt, hai bên chém giết, liền coi như bọn họ có thể thắng, chắc chắn cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Cuối cùng, Kinh Vô Mệnh buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm, ha ha cười to một thoáng, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, không hổ là người bên trong hào kiệt, tại hạ bội phục. Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, vậy tại hạ cũng không nói cái gì, hôm nay xin từ biệt, ngươi cưỡng ép chiếm lấy thuộc về ta phần tịch linh sơn vũ trụ mệnh cách, món nợ này, tại hạ sẽ không quên. Dứt lời, Kinh Vô Mệnh quay người bước nhanh ra ngoài đi đến, trên thân tự có một cỗ khí thế bén nhọn, cửa cung điện bên ngoài các đệ tử, đều không dám ngăn cản, dồn dập tránh ra. Cuối cùng, Kinh Vô Mệnh đi, cũng không có tại hiện trường liền vạch mặt. Diệp Thần cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn biết, muốn đem loại cấp bậc cường giả này lưu lại, giá quá lớn. Đối phương nếu còn nể mặt nhau, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đột phá ranh giới cuối cùng. Dù sao nếu là thật chém giết, coi như có thể lưu lại Kinh Vô Mệnh tính mệnh, hắn bên này trả ra đại giới, cũng là khó có thể chịu đựng. Lương tử hôm nay là kết, đến mức mâu thuẫn lúc nào bùng nổ, vậy thì chờ tương lai lại nói. Ngư Triều Hy nhìn thấy Kinh Vô Mệnh đi, lập tức thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, may mắn có ngươi tại, bằng không này Kinh Vô Mệnh, khẳng định muốn đại khai sát giới. Kinh Vô Mệnh có thể là đỉnh cấp thiên đế, nếu như không phải có Diệp Thần tỏa trấn tại đây bên trong, hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới, đại khai sát giới cũng muốn đem vũ trụ mệnh cách Xá Lợi Tử cướp đi. Diệp Thần nói, về sau các ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác, nếu là có phai màu người mạo phạm, kêu gọi tên của ta là được. Hiện tại Tiêu Diêu đạo tràng, đã là luân hồi trận doanh dưới trướng thế lực, Diệp Thần tự nhiên sẽ cho để bảo vệ. Ngư Triều Hy cảm kích nói, đa tạ, luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật gật đầu, việc nơi này đã xong, hắn cũng chuẩn bị trở về luân hồi tinh giới một chuyến, thật tốt chỉnh đốn một thoáng. Mà lại, hắn từng đáp ứng đại chủ tể, chờ hắn tay cụt khôi phục, liền giúp đại chủ tể trở lại quá khứ, giải quyết muội muội của hắn sự tình. Hiện tại, cũng gần như là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Ban đêm, Ngư Triều Hy cùng Tiêu Diêu đạo tràng chư trưởng lão, thiết yến vì Diệp Thần thực tiễn. Diệp Thần cơm nước no nê, tới sáng sớm hôm sau, chính là lên đường trở về luân hồi tinh giới. Trên đường, ngôi sao nhỏ hướng Diệp Thần nói, ca ca, người tay cụt khôi phục, không sai biệt lắm cũng nên tìm một chỗ, để cho ta an trí luân hồi sách. Hiện tại ngôi sao nhỏ là luân hồi sách chế tạo người, chế tạo luân hồi sách đối với nàng mà nói, có thể tăng lên rất nhiều tự thân pháp lực tu vi, luân hồi sách đủ loại trật tự, diệu pháp, áo nghĩa, để cho nàng lĩnh ngộ không ít. Mà lại, nàng nguyện vọng lớn nhất, liền là hồi trở lại đến thời gian nguyên điểm bên trong đi, nhìn một chút cái kia thiên đạo khối Rubik, đến cùng là thế nào sáng tạo ra. Là nhân tạo, vẫn là thiên tạo. Nghĩ trở lại quá khứ, cũng chỉ có dựa vào luân hồi sách. Cho nên, ngôi sao nhỏ so với Diệp Thần, càng nóng lòng muốn tìm cái an ổn địa phương, thật tốt chế tạo luân hồi sách. Diệp Thần trong lòng khẽ động, thích hợp an trí luân hồi sách, che đậy thiên cơ địa phương, thế gian chỉ còn lại có Long Thần Thiên Uyên Đảo. Từ khi hồn thiên đế phục sinh về sau, hoàng đồ kiếm bị rút ra, hoàng đồ tinh đã phá toái, chỗ kia đã triệt để nổ tung hủy diệt. Đến mức một địa phương khác, Huyền Yêu Tế Thiên Đài chỗ thất tuyệt phái, sớm đã bị lớn Chu gia tộc chiếm đoạt. Truyền thuyết bây giờ Thiên Khư Thần Điện nội chiến, Vũ Hoàng Cổ Đế được thiên tội cổ kiếm, thống lĩnh đại lượng tín đồ, khí diễm hừng hực, đã chuẩn bị đem thất tuyệt phái đánh xuống. Thất tuyệt phái vị trí, cũng là thần tình yêu tẩy mộng yên lam nơi chôn xương, thần tình yêu thiên cơ dấu vết, ban đầu đã bị chém đứt, thế gian chưa có người biết được, nhưng trước đây tinh không tranh bá thi đấu, Triều Thiên Sơn thần cùng Hải Nguyệt thần nữ ở giữa ân oán, làm cho thần tình yêu nhân quả bạo lộ ra. Người người đều biết, Hải Nguyệt thần nữ sở dĩ thành Triều Thiên Sơn thần thê tử, là bởi vì thần tình yêu giật dây. Này nhân quả một bại lộ,
thần tình yêu nơi chôn xương, cũng là dần dần bị người suy tính ra, biết thần tình yêu hài cốt, mai táng tại thất tuyệt phái bên trong. Thần tình yêu chính là thế gian hết thảy tình yêu biểu tượng thần linh, pháp lực không thể coi thường, truyền thuyết nàng lại đã từng là đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ Hồng Nhan chi kỷ, cuối cùng rồi lại bị đại chủ tể nhất kiếm giết chết, kết cục có thể nói thêm mỹ, hài cốt của nàng, vô luận là lớn Chu gia tộc, vẫn là Vũ Hoàng cổ đế, đều hết sức có hứng thú, hai bên vây quanh thất tuyệt phái tranh đấu lấy. Chỗ kia thành khói lửa chiến loạn chỗ, Diệp Thần luân hồi sách, tự nhiên không có khả năng an trí tới đó, chỉ còn lại có đúc tinh Long Thần đã từng lãnh địa, Long Thần Thiên Uyên đảo thích hợp nhất. Chẳng qua là, Long Thần Thiên Uyên đảo thiên cơ phiếu miểu, Diệp Thần trước mắt còn không có cha tìm đến, manh mối quá ít. Ngôi sao nhỏ, đừng nóng vội, lại cho ta chút thời gian, ta có thể tìm tới nơi thích hợp. Diệp Thần an ủi ngôi sao nhỏ, lại âm thầm hướng Lạc Phi Thiên cầu hỏi. Tiền bối, nghe nói đã từng tinh đạo Long Nữ, cùng đúc tinh Long Thần tranh đoạt Long tộc thiên mệnh, người chính là trọng tài. Lạc Phi Thiên nói, đúng, ngươi là muốn cho ta suy tính Long Thần Thiên Uyên đảo chỗ. Diệp Thần nói, đúng vậy. Lạc Phi Thiên chân mày hơi nhíu, nói, Long Thần Thiên Uyên đảo, từ đúc tinh Long Thần ngã xuống về sau, vẫn tại chư giới phiêu lưu, vị trí phiếu miểu chớ định, tọa độ thời thời khắc khắc biến động, nghĩ muốn tính toán khóa chặt, cũng không phải chuyện dễ a. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi có biện pháp không? Lạc Phi Thiên nói, ta chỉ có thể nói thử một chút, mộ chủ, cho ta 5 ngày thời gian, nếu như có khả năng suy tính, 5 ngày thời gian dù như thế nào đều đầy đủ, nếu như suy tính không được, vậy cũng thực sự không có biện pháp. Diệp Thần nói, được a. Long Thần Thiên Uyên đảo, một mực tại phiêu lưu, cho nên tọa độ thời thời khắc khắc đều đang thay đổi động, nghĩ muốn tìm cực kỳ gian nan, đây cũng là đúc tinh Long Thần hậu duệ nhóm, vì tránh né cửu gia truy sát, bất đắc dĩ bốn phía phiêu lưu. Nếu như vị trí cố định lời, cái kia Diệp Thần đã sớm tra được, dĩ nhiên cửu gia cũng sẽ tra được. Hiện tại, Diệp Thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lạc Phi Thiên trên thân. Bởi vì năm đó Lạc Phi Thiên từng đi qua Long Thần Thiên Uyên đảo, chứng kiến tinh đạo Long Nữ cùng đúc tinh Long Thần chiến đấu, thậm chí đảm nhiệm trọng tài, hắn nắm giữ lấy nhiều nhất manh mối, nếu như ngay cả hắn đều đẩy không tính được tới Long Thần Thiên Uyên đảo hạ lạc, cái kia người khác thì càng đẩy không tính được tới, liền quái thiên đế ra tay đều không có khả năng. Không cần lâu nay, Diệp Thần hồi đến luân hồi tinh giới bên trong, xa xa trông thấy tinh không thần sơn, nội tâm một hồi an ổn. Hắn rời đi một quãng thời gian, bây giờ trở về đến, luân hồi tinh giới phế tích tình cảnh đã toàn bộ bị dọn sạch, gia viên mới tạo dựng lên, chư thiên luân hồi các tín đồ, hội tụ ở này, an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều đứng sừng sững lấy Diệp Thần pho tượng, hương hỏa cường thịnh, chúng sinh tín đồ cúng bái. Diệp Thần vừa về đến, liền thấy bàng bạc tín ngưỡng lực, như giang hà biển cả, cuồn cuộn vọt tới, thế mà nhường tu vi của hắn, mơ hồ lại tiến bộ một chút. Tại cảm giác được Diệp Thần hồi tới, luân hồi trận doanh hạch tâm nhân vật, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Kỳ Thư Thanh, Tôn Di các loại, đều tới đón tiếp. Diệp Thần, người tay cụt khôi phục, thật đáng mừng. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần tay cụt đã khôi phục, mà lại toàn thân đại đạo khí tức sục sôi, thực lực tu vi cũng so dĩ vãng cường hãn nhiều, trong lòng cũng là 10 điểm mừng rỡ, nói liên tục chúc. Lần này vọng hồ đạo tràng chuyến đi, Diệp Thần hiển nhiên là lấy được chỗ ích không nhỏ, kỳ ngộ liên tục. Diệp Thần cười nói, Nhậm tiền bối, cũng xem như vận khí ta không tệ, ha ha. Dừng một chút, Diệp Thần ánh mắt hơi đổi, lúc này nhãn lực của hắn, so dĩ vãng lăng lệ nhiều, một thoáng liền nhìn ra, tại Nhậm Phi Phàm siêu phẩm thiên đế rực rỡ bề ngoài dưới, che giấu vô tận trống rỗng. Nhậm Phi Phàm không có tương lai. Hắn chỉ có bề ngoài rực rỡ siêu thiên hào quang phía dưới, là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Hắn vì chứng đạo siêu phẩm thiên đế, tự chém tương lai, giết chết tương lai chính mình, lấy sát chứng đạo, hắn chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Nhậm tiền bối, tuổi thọ của ngươi. Diệp Thần ánh mắt mang theo lo lắng. Nhậm Phi Phàm lại thản nhiên nói, không sao, ta tuổi thọ còn lại mặc dù không nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ, ta sẽ mau chóng phụ trợ ngươi trèo lên đỉnh, nhường ngươi chính thức có được đối kháng hồn thiên đế, sử thần chờ cường giả thực lực. Phật Tổ nói, Nhậm huynh không cần phải lo lắng, chờ luân hồi chi chủ triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, dùng thần giáp mệnh tinh vĩ đại thủ hộ lực lượng, hắn có khả năng ban cho ngươi chúc phúc, bảo đảm ngươi tuổi thọ vô tận.
Ngươi còn có 3 năm mệnh, thời gian 3 năm, luân hồi chi chủ chắc là có thể thức tỉnh thần giáp mệnh tinh. Diệp Thần Kỳ nói, Phật Tổ, ta thần giáp mệnh tinh, có lợi hại như vậy. Trước mắt, thần giáp mệnh tinh Diệp Thần chỉ đốt sáng lên một nửa, hoàn toàn thể thần giáp mệnh tinh, cường đại đến mức nào hắn cũng không cách nào xác định. Phật Tổ cười nói, đương nhiên là có, thần giáp mệnh tinh dùng thủ hộ phòng ngự lấy xưng, hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh, uy năng thao thiên, có mạnh mẽ chúc phúc lực lượng, muốn bảo hộ Nhậm huynh, nghĩ đến là đầy đủ. Nhậm Phi Phàm đã là siêu phẩm thiên đế, vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua là tuổi thọ còn thừa không nhiều, chỉ cần có thần giáp mệnh tinh chúc phúc, tuổi thọ của hắn liền có thể khôi phục. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, chờ ngươi dung hợp vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, nắm trong tay cực hạn không gian cùng thời gian pháp tắc, lại phối hợp thần giáp mệnh tinh, muốn giao phó Nhậm Pháp Vương vô hạn thời gian tuổi thọ, không phải việc khó. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, đơn thuần là thần giáp mệnh tinh, hắn không có nắm bắt bảo hộ Nhậm Phi Phàm, nhưng lại thêm vũ trụ mệnh cách thời gian pháp tắc lực lượng, vậy khẳng định không thành vấn đề. Nhậm Phi Phàm cái khác không thiếu, liền là thiếu tuổi thọ thời gian, chỉ cần Diệp Thần ban cho hắn vô hạn thời gian, hắn sẽ không phải chết. Diệp Thần nhân tiện nói, thời gian 3 năm, ta hẳn là có khả năng triệt để thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, Nhậm tiền bối, ngươi không cần phải lo lắng chính mình tuổi thọ hao hết, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhậm Phi Phàm cười một thoáng, lại thở dài một hơi, nói, Diệp Thần, ngươi có phần tâm tư này, ta hết sức vui mừng, chẳng qua là thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, cần tập hợp đủ tứ tượng mảnh vỡ, ngươi còn kém chu tước mảnh vỡ cùng huyền vũ mảnh vỡ, cái kia hai mảnh vụn, ta nếm thử thôi diễn qua, nhưng thiên cơ phiếu miểu, lại không thể tìm ra, ngươi nghĩ muốn tìm, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần còn không có trả lời, Phật Tổ lại nói, Nhậm huynh không cần quá lo, huyền vũ mảnh vỡ ta không biết, nhưng chu tước mảnh vỡ, ta hiểu rõ manh mối. Nhậm Phi Phàm nói, ồ. Diệp Thần hỏi vội, Phật Tổ, người biết chu tước mảnh vỡ ở đâu? Phật Tổ nói, ta không biết, nhưng già ly sư qua biết, nàng từng gặp chu tước mảnh vỡ, thậm chí cố gắng thu lấy, nhưng không thành công, đều bởi vì nàng lúc ấy còn trẻ, tu vi không đủ, mà lại chu tước mảnh vỡ. Thuộc ly hỏa, là nhất nóng bỏng, thậm chí một mảnh vụn, so với thiên hỏa mệnh tinh còn muốn nóng bỏng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, so thiên hỏa mệnh tinh còn muốn nóng bỏng. Phật Tổ nói, đúng vậy, luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa lợi hại, một khỏa so một khỏa to lớn, thiên hỏa mệnh tinh là đệ tứ tinh, thần giáp mệnh tinh là đệ ngũ tinh, này tinh thần hoàn toàn thể, uy năng so thiên hỏa mệnh tinh cường hãn gấp 10 lần có thừa. Riêng là một khối chu tước mảnh vỡ, liền so thiên hỏa mệnh tinh lợi hại. Diệp Thần trong lòng chấn động, hắn đã chấp trưởng thanh long mảnh vỡ cùng bạch hổ mảnh vỡ, cũng biết này hai mảnh vụn, uy năng mạnh mẽ, đáy xúc tích thâm hậu, chẳng qua là hắn tu vi chỉ có thiên nguyên cảnh, mảnh vỡ uy năng đến cùng cường đại đến mức nào hắn vô pháp xác định, cũng không đủ điều động cực hạn nhất uy lực. Hiện tại Phật Tổ đem thần giáp mệnh tinh uy lực, thổi đến thiên hoa loạn trụy, Diệp Thần đều có chút không tin. Phật Tổ thấy Diệp Thần bộ dạng này không tin biểu lộ, khẽ cười nói, luân hồi chi chủ, chờ ngươi triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, ngươi liền biết viên này mệnh tinh khủng bố cỡ nào. Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta viết một lá thư, cùng già ly sư quá liên lạc, ước cái thời gian, ngươi lại đi tiếp nàng, cầu vấn chu tước mảnh vỡ hạ lạc. Đến lúc đó, ngươi đi cầu vấn, cần phải khiêm tốn cẩn thận, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, càng không thể lỗ mãng, bởi vì này chu tước mảnh vỡ. Có thể nói là già ly sư quá tâm ma. Diệp Thần nói, tâm ma. Phật Tổ nói, đúng vậy, nàng lúc tuổi còn trẻ là cái đại mỹ nhân, nhưng muốn nhận lấy chu tước mảnh vỡ thất bại, bị liệt hỏa đốt thành trọng thương, làn da chóc ra, hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng xấu xí, như một đầu quái vật, nhận hết người đối xử lạnh nhạt chế giễu, cuối cùng xuất ra. Là sư phụ ta Mỹ Thần Thiên Tôn, thay nàng chữa trị bỏng vết sẹo, để cho nàng khôi phục dung mạo. Nhưng nàng trải qua này cự biến, tính tình đã trải qua trở nên vô cùng quái đản dữ dằn, tính tình chi hung ác, trước đây tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, người cũng đã gặp. Diệp Thần gật gật đầu, nhớ tới trước đó tại tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, già ly sư quá buông xuống, liền dám trước mặt mọi người trách cứ Sơn Thần vì tiểu nhân hèn hạ, lão tạp mao, hắn tính tình chi dữ dằn, tính tình chi quái đản, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là chưa có hắn thớt. Cũng chỉ có Diệp Thần, tu vi mạnh mẽ, thực lực siêu quần, mới đến giả ly sư quá tán thưởng.
Hiện tại nghe Phật Tổ nói, Diệp Thần mới biết được, Già Ly Sư Quá từng có một đoạn như vậy chuyện cũ, thế mà đã từng bị Chu Tước mảnh vỡ bỏng qua, cái kia Chu Tước mảnh vỡ cũng thành tâm ma của nàng. Phật Tổ nói, nhiều năm như vậy, ta xưa nay không dám ở trước mặt nàng, đề cập Chu Tước mảnh vỡ sự tình, chính là sợ xúc động tâm ma của nàng, nhưng bây giờ, chúng ta cũng phải đi dò xét Chu Tước mảnh vỡ hạ lạc. Luân hồi chi chủ, người đến lúc đó nhìn thấy Già Ly Sư Quá, trong lời nói nhớ lấy chú ý cẩn thận, không thể kích thích nàng, ta trước thay người ước cái thời gian. Diệp Thần nói tốt, Phật Tổ, ta biết rồi, cái kia làm phiền ngươi. Thương nghị cố định, Phật Tổ chuẩn bị viết thư, cùng Già Ly Sư Quá ước định thời gian, thư này dùng từ, hắn cũng cần cẩn thận cân nhắc, miễn cho kích thích đến Già Ly Sư Quá. Diệp Thần thì trở lại hành cung bên trong, hắn hành cung bên ngoài chính là tinh không thần trì, hắn ngâm tại tinh không bên trong thần trì, ngưng thần tĩnh tu, cảm ngộ vọng hồ đạo tràng chuyến này được mất, cũng đang đợi đại chủ tể đến. Hắn biết, đại chủ tể nhất định sẽ tới. Quả nhiên, tại Diệp Thần hồi tới vào đêm đó, trăng sáng sao thưa, đại chủ tể áo bào trắng bồng bềnh, thừa phong mà tới. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đại đạo khôi phục, đức chi mọc lại. Đại chủ tể nhìn thấy Diệp Thần tay cụt khôi phục, lập tức mừng rỡ không thôi. Diệp Thần tay cụt khôi phục, đại đạo trật tự lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, cái kia là có thể thay hắn trở lại quá khứ, đi cải biến muội muội của hắn vận mệnh. Diệp Thần cười nói, đại chủ tể, ngươi nắm ta làm sự tình, ta đều còn nhớ rõ. Đại chủ tể gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy bắt đầu đi. Diệp Thần nhớ tới thiên đạo tam tướng thần sự tình, nhân tiện nói, chậm đã, đại chủ tể, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đại chủ tể nói, chuyện gì? Diệp Thần cân nhắc ngôn từ, chần chờ một thoáng, vẫn là dò hỏi, là liên quan tới thiên đạo tam tướng thần. Hắn nghĩ đến đại chủ tể là tinh không bỉ ngạn thế giới người, khẳng định biết thiên đạo tam tướng thần che giấu. Đại chủ tể sắc mặt biến hóa, nói thiên đạo tam tướng thần, người hỏi cái này chút làm gì? Ta nói câu khó nghe, luân hồi chi chủ, dùng ngươi tu vi hiện tại, còn không có tư cách đi thám thính thiên đạo tam tướng thần bí mật. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói ta biết, nhưng lòng hiếu kỳ xông tới, thật sự là khó mà nhẫn nại, ta có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo đại chủ tể. Thiên đạo tam tướng thần mạnh mẽ, cường đại đến thiên đế, cũng không có tư cách đi nhìn trộm bí mật của bọn hắn, dám can đảm nhìn trộm liền là chết. Cũng may mà Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, cho nên mới có thể chịu đựng lấy sau lưng đủ loại nhân quả trùng kích. Đại chủ tể muốn cầu cạnh Diệp Thần, cũng không tiện cự tuyệt, nhân tiện nói, ngươi hỏi đi. Diệp Thần nói, ta nghe nói thế giới theo Phạm Thiên trong mộng cảnh sinh ra, toàn bộ thế giới, mặc kệ là thế giới bên trong, vẫn là thế giới bên ngoài, đều là Phạm Thiên một giấc mộng, nếu là Phạm Thiên mộng tỉnh, thế giới liền sẽ hủy diệt, không biết cái này truyền thuyết, là thật là giả. Đại chủ tể biến sắc, nói, ngươi thế mà biết việc này, là ai nói cho ngươi? Chính là tại bỉ ngạn thế giới, biết thế giới là Phạm Thiên mộng cảnh người, vạn người không được một. Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể bộ dáng này, liền hiểu, nói cái này truyền thuyết, xem ra là thật. Nếu như chẳng qua là Lạc Phi Thiên một người, nói thế giới là Phạm Thiên mộng cảnh, cái kia Diệp Thần còn có hoài nghi, nhưng bây giờ, lại thêm đại chủ tể phản ứng, Diệp Thần liền khẳng định, thế giới quả nhiên liền bị Phạm Thiên khống chế. Cái kia Phạm Thiên vĩ đại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lại có thể sáng tạo ra mỹ lệ như vậy yêu kiều, rộng rãi bàng bạc thế giới. Bất quá, chính mình như có một ngày có thể khiêu chiến Phạm Thiên, thật là bực nào hăng hái. Đại chủ tể nói, bất kể có phải hay không là thật, đều không có ý nghĩa, mặc kệ thế giới là chân thật, là mộng cảnh, là hư ảo hay là cái gì, ít nhất, người trải qua thống khổ, là chân thật. Trên mặt hắn lộ ra một cỗ bi ai vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì muội muội bất luân chi luyến, hắn một mực ở vào thống khổ to lớn bên trong. Diệp Thần chấn động trong lòng. Trong óc lập tức thanh minh, nói, đúng vậy a, thống khổ là chân thật. Hắn lại hỏi, đại chủ tể, người đỉnh phong thời điểm thực lực, cùng Phạm Thiên so sánh như thế nào? Đại chủ tể lắc lắc đầu nói, không thể so sánh, thật giống như một hạt hạt cát, cùng một vầng mặt trời, người nói Thái Dương so hạt cát lợi hại nhiều ít. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Diệp Thần chấn động, nhắc lại nói, ta hỏi chính là người đỉnh phong thời điểm thực lực. Đại chủ tể nói, cũng là hạt cát hạt bụi nhỏ, thậm chí liền bụi trần cũng không bằng, thiên đạo tam tướng thần mạnh mẽ,
là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, bất quá cùng bọn hắn so sánh, là không có ý nghĩa, sự hiện hữu của bọn hắn áp đảo trên thiên đạo trong tay bọn hắn tựa như đồ chơi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái kia thiên đạo tam tướng thần, liền là thế giới tồn tại cường đại nhất đi. Ba người bọn họ chính là Trần Nhà, không có sẽ vượt qua người của bọn hắn a. Đại chủ tể nói, hẳn không có, bọn hắn liền là Trần Nhà, tại bỉ ngạn thế giới không ai dám khiêu chiến bọn hắn quyền hành, ngoại trừ thiên mẫu nương nương, nàng chưa từng không lúc nào không phi thăng, là kẻ ngoại lai, đối thiên đạo tam tướng thần mạnh mẽ, nhận biết còn chưa đủ khắc sâu, coi là tồn tại, liền sẽ vượt qua khả năng, nhưng này là không thể nào. Không ai có thể khiêu chiến thiên đạo tam tướng thần, bọn hắn mạnh mẽ, cường đại đến một cái hô hấp, là có thể đem ngàn tỷ cái ta loại tồn tại này, trực tiếp nghiền chết. Diệp Thần ngây dại, đột nhiên cảm thấy có điểm hư vô. Đại chủ tể loại tồn tại này, với hắn mà nói, đều là không thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng thiên đạo tam tướng thần, vị cách lại muốn cường hãn hơn đại chủ tể triệu tỷ tỷ lần, quả thực là khủng bố như vậy tồn tại, Diệp Thần cũng không dám tưởng tượng, chính mình muốn làm sao có thể đụng vào, sao có thể siêu việt. Bất quá hắn một đường đi tới, khiêu chiến nhiều ít không thể siêu việt tồn tại. Đại chủ tể lại nói, cùng thiên đạo tam tướng thần so sánh, là không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ tồn tại, lăng giá tại trên thiên đạo, chúng ta là thiên đạo sinh dưỡng người, có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ thiên đạo, thay thế bây giờ thiên đạo khối Rubik, đã là vô cùng vĩ đại tiên phong. Hắn giang hai tay, trên lòng bàn tay hiện ra sáng tạo sinh chi trụ hư ảo đồ đằng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là cùng Hoang Lão, Diệp Thần cùng một chỗ, chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, thay thế hiện tại thiên đạo khối Rubik, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới mới. Đây đã là không thể tưởng tượng vĩ đại tiên phong, là khác lập thiên đạo, này sáng tạo sinh chi trụ tư tưởng, cũng là vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, đại chủ tể đều không nghĩ ra được, là thế giới bên ngoài một vị nào đó chí tôn chỗ tư tưởng. Mà lại, muốn rèn đúc sáng tạo sinh chi trụ, nắm toàn bộ không không lúc nào không đều bổ khuyết đi vào, cũng là không đủ, cần dùng đến thế giới bên ngoài vị trí tôn kia, dùng thi thể của hắn làm nguyên vật liệu, đặt vững cơ sở, mới có chế tạo khả năng. Còn có Diệp Thần đạo thiên kiếm, cũng là vô cùng vĩ đại tư tưởng, nhưng cùng thiên đạo tam tướng thần tướng so, này chút vĩ đại tư tưởng lại thành trò đùa. Thiên đạo tam tướng thần, cư nhiên như thế vĩ đại, ta không thể tin được, vậy chúng ta tư tưởng sáng tạo sinh chi trụ, đạo thiên kiếm, cùng bọn hắn so sánh, tính là gì? Bất quá giây lát giấc mộng, tiêu tan bọt nước. Diệp Thần có chút thất thần, không thể tin được thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại. Đại chủ tể nói, ta nói, cùng thiên đạo tam tướng thần so sánh, là không có ý nghĩa, bọn hắn quá cường đại. Người tốt nhất vẫn là giống phàm phu tục tử như vậy, cho rằng thiên đạo tam tướng thần là theo thiên đạo bên trong đản sinh, khả năng càng dễ chịu hơn một chút. Thế gian người bình thường đều coi là, thiên đạo là chí cao, thiên đạo tam tướng thần theo thiên đạo bên trong sinh ra. Nhưng thế giới chân tướng, rõ ràng không phải như vậy. Thiên đạo tam tướng thần vị cách, so với thiên đạo lợi hại nhiều lắm, thiên đạo tại trước mặt bọn hắn, liền cùng đồ chơi không sai biệt lắm, có thể tùy ý bắt chẹt. Này loại tồn tại, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, đột phá người tưởng tượng, cho nên có rất ít người có thể tiếp nhận. Thậm chí, bình thường người liền thế giới là phạm thiên một giấc mộng, cái này chân tướng, đều không thể nào tiếp thu được. Biết cái này chân tướng người, coi như là tại tinh không bỉ ngạn, cũng là vạn người không được một. Đến mức có thể chân chính lý giải, thật sự hiểu thiên đạo tam tướng thần, có kẻ mạnh cỡ nào, càng là lác đác không có mấy. Đại chủ tể tính một cái, hắn là rõ ràng biết thiên đạo tam tướng thần khủng bố cỡ nào cùng vĩ đại. Diệp Thần nói, đại chủ tể, đã thực có thiên đạo tam tướng thần, cường đại như vậy tồn tại, vậy ngươi và Hoang Lão, kéo ta chế tạo cái gì sáng tạo sinh chi trụ, kiến tạo hoàn mỹ gì thế giới mới, lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần thiên đạo tam tướng thần thổi một hơi, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn mỹ thế giới, chỉ sợ cũng muốn triệt để hủy diệt sụp đổ a. Đại chủ tể nói, sẽ không, sáng tạo sinh chi trụ là vĩ đại tư tưởng, cùng tại chỗ thiên đạo hoàn toàn khác biệt, chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra đến, thành lập thế giới mới về sau, liền có thể tránh thiên đạo tam tướng thần. Bọn hắn thật là đáng sợ, là không thể ngưỡng vọng cùng chiến thắng, nhưng chúng ta có thể tránh bọn hắn. Chỉ cần kiến tạo ra thế giới mới, cái kia từ nay về sau, liền là thần quy tại thần, chúng sinh quy về chúng sinh,
thế giới mới không nữa cần phải có thần tồn tại, cũng có thể mang theo cựu thế giới người, cùng một chỗ thoát ly phạm thiên mộng cảnh, thoát ly thiên đạo tam tướng thần khủng bố bóng mờ. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không, đây là làm rùa đen rút đầu. Đã có áp đảo trên thiên đạo tồn tại, vậy chúng ta ít nhất cũng phải nắm tu vi, tăng lên tới thiên đạo tam tướng thần mức độ, mới có thể thủ hộ thế giới mới trật tự, mà không phải trốn tránh. Đại chủ tể cười khổ nói, không thể nào, thiên đạo tam tướng thần vị trí cao, không thể siêu việt, thậm chí liền ngưỡng vọng cũng không có thể, ai, được rồi, ngươi còn không có chân chính được chứng kiến thiên đạo tam tướng thần khủng bố, cho nên cho là có đụng vào cùng siêu việt khả năng, đây không phải lỗi của ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ chẳng qua là thiên nguyên cảnh, khoảng cách chân chính vĩ đại, còn kém xa. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng máu nóng cũng lạnh rất nhiều, nói, đúng vậy a, ta tu vi còn chưa đủ. Đại chủ tể nói, ngươi là thống khổ, tại không có đầy đủ năng lực thời điểm, lại biết nhiều như vậy thế giới chân tướng, nhân sinh khó được hồ đồ a. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không, không thống khổ. Ta hết sức ưa thích một câu, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Đạo tâm của ta, vạn kiếp bất diệt, mặc kệ gian nan đến mức nào, ta đều sẽ kiên trì tiếp tục đi. Nếu biết thiên đạo tam tướng thần cường đại như vậy, vậy chúng ta cách cục liền muốn mở ra, đạo thiên kiếm tư tưởng, sáng tạo sinh chi trụ tư tưởng, đều không đủ cường đại, chúng ta còn cần tư tưởng ra càng vĩ đại kỳ quan, mới có kiến tạo hoàn mỹ thế giới khả năng. Diệp Thần trước kia coi là thiên đạo liền là chí cao, nhưng không nghĩ tới còn có xa xa lăng giá tại thiên đạo phía trên tồn tại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy, lòng dạ của hắn cùng cách cục, tự nhiên cũng là muốn đi theo mở ra, dùng tính cách của hắn, không có khả năng giống đại chủ tể dạng này đi trốn tránh. Đại chủ tể nghe Diệp Thần lần này âm vang hùng hồn lời nói, chẳng qua là lắc đầu cười khổ, cũng không nói thêm gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nói. Thôi, không nói cái này, những vật này, mặc kệ là khoảng cách ngươi, vẫn là khoảng cách ta, đều quá mức xa xôi. Bây giờ, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết một cái muội muội ta vấn đề. Dứt lời, đại chủ tể vung tay lên, một đầu thời gian trường hà tuôn ra, thời gian trường hà bên trong, duy nhất tọa độ đã khóa chặt, cái kia chính là ngày xưa muội muội của hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt, lúc tuổi còn trẻ, tại dã ngoại lọt vào ma giáo đệ tử chặn giết, nàng mặc dù giết ngược lại ma giáo, nhưng mình cũng trúng độc thụ thương. Là đại chủ tể thay nàng trừ độc chữa thương, quá trình từng có rất nhiều bất đắc dĩ ra thịt tiếp xúc, lại như vậy để cho nàng sinh ra bất luân tình cảm, vì về sau chôn xuống đủ loại mầm tai họa. Đại chủ tể mong muốn, liền là Diệp Thần trở lại quá khứ, thay thế hắn đi cứu vớt muội muội của hắn, cứ như vậy, coi như muội muội của hắn muốn yêu người nào, cũng là yêu Diệp Thần, mà không phải hắn cái này thân ca ca. Ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, tại thời gian trường hà bên trên lơ lửng, đại chủ tể đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ có thể Diệp Thần ra tay. Diệp Thần không hiểu có chút khẩn trương, nói, đại chủ tể, ta cần làm sự tình, liền là trở lại quá khứ, thay ngươi muội muội chữa thương trừ độc. Đại chủ tể nói, đúng vậy, chỉ muốn cái này đi qua có thể thay đổi, toàn bộ thế giới đường đều sẽ đi theo cải biến, thần tình yêu hẳn là cũng có thể phục sinh đi. Diệp Thần nói, cái gì? Đại chủ tể nói, thần tình yêu, tẩy mộng Yên Lam, nàng là bằng hữu của ta, chúng ta chẳng qua là hết sức bằng hữu bình thường, nhưng muội muội ta hiểu lầm, cho là nàng thích ta, trong nội tâm nàng liền ăn dấm, bức ta giết nàng. Diệp Thần nói, cho nên, ngươi giết thần tình yêu. Đại chủ tể lộ ra một vệt vẻ mặt thống khổ, nói, muội muội ta nói, nếu như ta không chịu giết chết thần tình yêu, nàng liền tự mình ra tay, hạ xuống nguyền rủa, ta vì để tránh cho thần tình yêu chịu nguyền rủa trầm luân nỗi khổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhất kiếm đưa nàng giết chết, cho nàng một thống khoái, lại sợ muội muội nguyền rủa nàng thi cốt, liền đưa nàng trên thế gian hết thảy thiên cơ dấu vết xóa đi. Diệp Thần a một tiếng, nói, đây thật là. Đại chủ tể thở dài, ta cái kia muội muội, đối tình cảm của ta, đã bệnh trạng tận xương, nàng từng là tươi đẹp hoạt bát nữ tử, cũng bởi vì này bất luân tình cảm, sa đọa như thế, mong muốn cải biến, chỉ có trở lại quá khứ, theo căn nguyên bên trên cải biến. Diệp Thần nói tốt, đại chủ tể, ta sẽ tận lực. Đại chủ tể nói, ừm, luân hồi chi chủ, vậy liền nhờ ngươi, ta trước dùng máu thối luyện, kích phát luân hồi sách kiếp cho năng lượng, thuận tiện ngươi sử dụng. Dứt lời, đại chủ tể há mồm phun ra một chùm tinh huyết,
chiếu xuống cái kia ba khỏa luân hồi sách kiếp cho phía trên, hắn máu thật giống như nhiên liệu, đem ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, đều khu chuyển động, rung động ầm ầm, ba khỏa luân hồi sách kiếp cho liền tựa như ba khỏa to lớn cho tàn tinh cầu, khuấy động đến thời gian trường hà cuồn cuộn nổ tung. Tại tinh huyết bắn ra về sau, đại chủ tể gương mặt, cũng là tái nhợt rất nhiều. Vất vả ngươi, đại chủ tể, ta đi. Diệp Thần thân thể bay lên, trôi nổi đến thời gian trường hà phía trên, trên đỉnh đầu là ba khỏa to lớn luân hồi sách kiếp cho, phía dưới là đại chủ tể muội muội, Thương Thiên Lạc Nguyệt thời gian tọa độ. Ong ong ong. Diệp Thần thần thức, phóng thích mà ra, thôi động ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, trực tiếp hiến tế đi. Soạt, soạt. Ba khỏa luân hồi sách kiếp cho hiến tế, đại lượng bồng bột luân hồi kim quang, mang theo thay đổi hết thảy lực lượng vĩ đại, phun phóng ra. Diệp Thần cảm nhận được quen thuộc luân hồi pháp tắc chân lý, trong lòng minh ngộ, yên lặng ngâm sướng nói. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, luân hồi chân lý, nghịch chuyển càn khôn. Tiếng ngâm sướng hạ xuống, Diệp Thần cả người, liền biến mất khỏi chỗ cũ, trực tiếp trốn vào thời gian trường hà bên trong, chỉ một thoáng liền trở lại quá khứ. Đại chủ hiện tể lại là kỳ lạ, lại là chờ mong, lại là khẩn trương nhìn xem một màn này, yên lặng thủ tại chỗ chờ. Chung quanh thời không pháp tắc chấn động, ầm ầm như lôi minh, Diệp Thần một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, xông vào Diệp Thần trong lỗ mũi. Đây là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, trên mặt đất hoành mười mấy bộ thân mặc áo đen thi thể, máu tươi còn đang chảy, rõ ràng vừa mới chết đi không bao lâu. Tại thi thể chồng chất bên cạnh, một thiếu nữ, toàn thân đổ máu thụ thương, gương mặt tái nhợt, bội kiếm bẻ gãy tại bên chân, đang che ngực, dựa vào một cây đại thụ thở hào hền. Thiếu nữ sinh đến quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt lệ, như khinh vân che nguyệt, gió thổi hồi trở lại tuyết, ăn mặc một thân màu xanh lá áo tay ngắn phục, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng cái rốn, phía dưới cũng là một đầu màu xanh lá nhỏ váy ngắn, toàn thể cách ăn mặc tươi đẹp hoạt bát, chẳng qua là hiện tại thụ thương quá mức nghiêm trọng, quần áo bên trên dính đầy máu tươi, dung mạo tái nhợt đến dọa người, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần xem xét, trong lòng đại chấn. Thiếu nữ này chính là đại chủ tể muội muội, sau này Lạc Thần, Thương Thiên Lạc Nguyệt. Xuyên qua thành công, ta trở về quá khứ. Diệp Thần trái tim đập bịch bịch, biết lúc này, liền là Thương Thiên Lạc Nguyệt giết ngược lại ma giáo đệ tử, nhưng tự thân cũng thụ thương chúng độc thời điểm. Mà Diệp Thần vị trí, không hề nghi ngờ, liền là tinh không bỉ ngạn thế giới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy tinh không bỉ ngạn thế giới bầu trời, cùng hạ giới không khác nhau chút nào. Thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt, linh khí năng lượng cũng gần như, nghĩ đến nơi này là hoang giao dã lĩnh, cũng không là cái gì động thiên phúc địa, cho nên nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Diệp Thần nghĩ phải cẩn thận cảm ứng, chợt nghe một đạo thanh thúy giọng nữ kêu lên. Uy, bằng hữu, đã thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt, nhìn thấy Diệp Thần buông xuống, tựa như trong tuyệt cảnh thấy được một vệt ánh dạng đông, hướng hắn kêu lên, ngươi. Ngươi là huyền thiên môn phiệt người, thỉnh. Còn mời mau cứu ta. Diệp Thần vô ý thức nói, cái gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt thụ thương chúng độc lợi hại, nói chuyện cố hết sức, thở hổn hển lấy nói, ngươi. Trên người ngươi có huyền thiên tinh khí, ngươi là huyền thiên môn phiệt, ta gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, là Thương Thiên bộ lạc tam tiểu thư, chúng ta Thương Thiên huyền thiên hai nhà đời đời giao hảo, ngươi. Ngươi có thể được mau cứu ta à? Hướng Diệp Thần vẫy tay. Nguyên lai là Diệp Thần tu luyện qua huyền thiên tinh chảy quyết. Nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt nghĩ lầm hắn là huyền thiên môn phiệt người. Tinh không bỉ ngạn có cửu thiên lớn phiệt, là 9 cái vô cùng cường đại môn phiệt thế lực, trong đó huyền thiên thị cùng Thương Thiên thị giao hảo. Diệp Thần thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt thương đến lợi hại, vội vàng đi tới, nói, Lạc Nguyệt cô nương, người thương đến như thế nào? Thương Thiên Lạc Nguyệt che ngực, có từng tia máu độc, theo nàng giữa kẽ tay thẩm thấu ra, nàng khẽ cắn môi, đem che ngực tay lấy ra, chỉ thấy nàng bộ ngực bên trên. Có một cái hư thối đen khối, khác ở da thịt tuyết trắng bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần nhìn thấy cái kia hư thối đen khối, cũng là tầm mắt co rụt lại. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, ta lọt vào thiên ma giáo tập kích, mặc dù phản giết bọn hắn, nhưng cũng bị trọng thương, mà lại chúng bọn hắn xác thối hóa cốt độc, như không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần nói, cô nương an tâm. Tại hạ ngay lập tức liền thay ngươi trị liệu.
Thương Thiên Lạc Nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, bằng hữu, ngươi. Ngươi chẳng qua là thiên nguyên cảnh, ngươi trị không hết ta, ngươi mau dẫn ta hồi trở lại Thương Thiên Bộ Lạc, chỉ có ta trong bộ lạc. Nói đến đây, sắc mặt nàng bỗng nhiên nhất biến, nhìn về phía phương xa a, hỏng bét, không xong rồi, chúng ta đi không xong, thiên ma giáo có số lớn cường giả lập tức liền muốn giết tới, đáng chết. Bọn hắn là muốn nắm ta bắt đi cho ma phi thiên làm đỉnh lô a. Lúc này, Diệp Thần cũng là bắt được, chân trời phương xa có từng đạo khí tức mạnh mẽ, đang gào thét tới, toàn là hướng về phía Thương Thiên Lạc Nguyệt tới. Cô nương đừng sợ, chúng ta trước tránh một chút. Diệp Thần biết người đến cường hãn, không nên ngạnh bính, mong muốn đỡ dậy Thương Thiên Lạc Nguyệt rời đi. Nhưng, Thương Thiên Lạc Nguyệt bị thương nặng, liền đứng lên khí lực cũng bị mất, nàng nói ra, ngươi ôm ta đi thôi. Diệp Thần gật đầu nói, đắc tội. Hắn liền đưa tay ôm lấy Thương Thiên Lạc Nguyệt, bước nhanh chạy vào núi hoang trong rừng rậm. Thương Thiên Lạc Nguyệt thân thể mềm mại nhẹ mềm, xương cốt liền như không, thêm nữa bị thương nặng phía dưới sắc mặt tái nhợt, tự có một cỗ tiểu tụy thêm mỹ. Diệp Thần đạo tâm cầm đang, tâm vô bàng vụ, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt, tìm cái ẩn nấp hang núi, chui vào, lại thi triển xong xà tròm sao không gian pháp môn, dùng tầng tầng không gian hàng rào ngăn chặn cửa hang, ngăn cách thiên cơ. Thương Thiên Lạc Nguyệt thấy Diệp Thần ra tay thành thạo, thần thông tạo hóa tựa hồ hơn xa thiên nguyên cảnh người, không khỏi a một tiếng, nói, bằng hữu, người tên là gì, thần thông cũng là tinh diệu cực kỳ. Diệp Thần nói, ta gọi Diệp Thần. Hắn vốn định dùng tên giả, nhưng vô ý thức vẫn là nói ra tên thật của chính mình. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, Diệp Thần, tốt, ta nhớ kỹ, hì hì. Bình thư hát hí khúc bên trong họ Diệp bình thường đều là rất lợi hại đây này. Diệp Thần cười cười, không nghĩ tới Thương Thiên Lạc Nguyệt ở thời điểm này, còn có tâm tư nói đùa, đích thật là rộng rãi sáng sủa người. Lạc Nguyệt cô nương, ta trước thay người chữa thương trừ độc đi. Diệp Thần đem Thương Thiên Lạc Nguyệt mềm mại thân thể, thả trong sơn động một khối bằng phẳng trên nham thạch lớn. Thương Thiên Lạc Nguyệt nháy ánh mắt như nước trong veo, nói, Diệp đại ca, người còn biết y thuật sao? Ta thương đến rất nặng a, mà lại chúng độc cũng rất sâu, ngươi nếu là một cái trị không hết, ta liền muốn một mệnh ô hô á. Diệp Thần nhìn một chút thương thế của nàng cùng độc thương, nói, hẳn là có thể chữa cho tốt, ngươi đừng lo lắng. Thương Thiên Lạc Nguyệt sáng cười quyến rũ nói, cái kia rất tốt, Diệp đại ca, tính mạng của ta liền giao cho ngươi. Diệp Thần gặp nàng như thế sáng sủa hoạt bát, lại dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Thật sự là khó mà tin được nàng hắc hóa bệnh trạng về sau, lại là dáng dấp ra sao. Hắn trước thăm dò Thương Thiên Lạc Nguyệt mạch đập, nói thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, liền là này xác thối hóa cốt độc, đã lệnh ra thịt xương cốt hư thối, kém chút liền muốn xâm nhập tim phổi, rất là nguy hiểm. Ta trước thay ngươi giải độc. Ngay sau đó, Diệp Thần liền lấy ra mấy cây ngân châm, trước phòng bế Thương Thiên Lạc Nguyệt ngực độc thương phụ cận huyệt vị, lại lấy ra một cây tiểu đao. Cắt nàng bị kịch độc hư thối ra thịt, nhường máu độc chảy ra tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt thấy hắn thủ pháp thành thạo, nói, a, Diệp đại ca, người quả nhiên là biết y thuật. Diệp Thần lắc đầu, ngưng thần thay Thương Thiên Lạc Nguyệt phóng độc, nhưng kỳ quái là, độc tố theo máu chảy ra về sau, trong cơ thể nàng độc chất, nhưng không có đi theo giảm bớt. A, Diệp Thần một hồi kỳ dị. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, làm sao vậy? Diệp Thần nói, ta rõ ràng thay ngươi thả máu độc, vì sao trong cơ thể ngươi độc chất nhưng không thấy giảm bớt chút nào. Ta rõ ràng cũng phong bế huyệt vị của ngươi, không để cho độc chất lại lan tràn thẩm thấu đến thân thể ngươi địa phương khác. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, a, nếu như chẳng qua là lưu vong độc máu, khẳng định là không được a, Diệp đại ca, ngươi còn có đừng thủ pháp a. Xác thối hóa cốt độc độc chất, là chảy bất tận, thật giống như một bình nước, làm sao uống đều là uống không hết. Đây là cơ sở nhất đạo lý, Diệp đại ca ngươi không hiểu sao. Diệp Thần chấn động trong lòng, lúc này mới tỉnh giấc, tinh không bị ngạn thế giới, cùng hạ giới có bản chất khác biệt. Ở cái thế giới này, vật chất tài nguyên là vô hạn, một bình nước, một ly trà, nội bộ dung lượng cùng một mảnh thương hải tương đương, cũng vĩnh viễn cũng uống bất tận. Cái thế giới này, bị hạ giới người coi là cực nhạc thế giới, bên trong một cái nguyên nhân, liền là tài nguyên vô tận, mặc kệ lại vật chân quý. Chỉ cần là có vật chất hình dáng, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tài nguyên vô tận mặt khác, liền là truyền nọc độc vô tận, giống Thương Thiên Lạc Nguyệt bị chúng xác thối hóa cốt độc, theo phương diện vật chất tới nói,
độc chất là vô cùng vô tận, cho nên Diệp Thần trích máu truyền nọc độc thủ pháp, căn bản không được mảy may hiệu quả. Diệp Thần tỉnh ngộ lại, biết tinh không bỉ ngạn thế giới, cùng hạ giới pháp tắc bất đồng, hắn trừ độc trị liệu thủ đoạn, cũng nhất định phải đi theo cải biến mới được. Cô nương đừng hoảng hốt, ta có thể trị hết ngươi, ngươi uống trước điểm máu của ta. Diệp Thần trong lòng chuyển qua đủ loại suy nghĩ, đã có trị liệu pháp môn, liền cắt vỡ ngón tay của mình, đưa tới Thương Thiên Lạc Nguyệt bên môi. Thương Thiên Lạc Nguyệt tò mò, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, bởi vì nàng biết Diệp Thần là vì tốt cho nàng, theo ánh mắt là có thể đoán được. Nàng kéo ra miệng anh đào nhỏ, ngậm lấy Diệp Thần ngón tay, liếm láp lấy phía trên máu. Diệp Thần luân hồi máu, bị nàng liếm láp mút vào nuốt vào, chỉ một thoáng, ánh mắt của nàng một hồi trừng lớn, đem Diệp Thần tay đẩy về sau mở, ôi kêu to một tiếng, nói. Là luân hồi máu, ngươi là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần kỳ nói, ngươi biết ta. Thương Thiên Lạc Nguyệt tựa hồ đã nhìn rõ cái gì, cả kinh kêu lên, ngươi không phải cái thời không này người, ngươi là từ tương lai xuyên Việt về tới. Diệp Thần bị hắn điểm phá chân tướng, không khỏi trong lòng giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Thương Thiên Lạc Nguyệt cảm xúc thoáng bình phục, giãy giụa lấy ngồi dậy, nháy mắt đánh giá Diệp Thần, hết sức tò mò lại 10 điểm kinh hỉ, nói, truyền thuyết luân hồi chi chủ có thể tùy ý vượt qua thời không, nghịch chuyển hết thảy vận mệnh nhân quả, quả nhiên là thật. Nàng mừng rỡ phía dưới, làm động tới cảm xúc, một hồi ho kịch liệt, gương mặt một hồi đỏ lên. Diệp Thần nói, cô nương, ta trước thay ngươi trừ độc. Hắn liền gọi ra độc bia, phải hạ một đạo nhân quả luật. Này nhân quả luật liền là lập tức hấp thu Thương Thiên Lạc Nguyệt thể nội độc tố. Ông! Độc bia phát ra một tiếng vù vù, tại Diệp Thần linh khí thôi động dưới, bay đến Thương Thiên Lạc Nguyệt bên người, quay tít một vòng, một cỗ cường đại hấp lực liền truyền ra, Thương Thiên Lạc Nguyệt trong cơ thể độc chất, lập tức toàn bộ bị độc bia hấp thu. Độc của nàng chất vô cùng vô tận, vô pháp dùng bình thường thủ đoạn giải độc, nhưng Diệp Thần độc bia, lại mang theo chí cường kịch độc pháp tắc, chỉ cần là độc vật. Mặc kệ cường đại đến mức nào thâm hậu bao nhiêu, đều có thể hấp thu. Đây là pháp tắc phương diện nghiền ép, cũng may mắn Diệp Thần hiện tại tu vi mạnh mẽ, có thể chân chính phát huy ra độc bia uy lực, liền tinh không bỉ ngạn lưu truyền kịch độc đều có thể hấp thu, nếu như đổi lại trước kia, hắn tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Thương Thiên Lạc Nguyệt ôi một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, hết thảy độc chất lập tức tiêu tán đến sạch sành xanh. Nàng kinh hỉ cười nói, không hổ là luân hồi chi chủ. Người luân hồi huyền bia thật đúng là lợi hại, ta trước kia chỉ gặp qua kỳ quan pháp tướng, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực độc bia. Diệp Thần 10 khối luân hồi huyền bia, theo trên bản chất nói, đều có thể nói là vĩ đại kỳ quan, hơn nữa còn là đã chế tạo thành công vĩ đại kỳ quan. Hiện tại Thương Thiên Lạc Nguyệt kịch độc hóa đi, đều là độc bia công lao. Nàng trước đó uống Diệp Thần máu. Tạm thời có luân hồi khí tức nền tảng, cho nên độc bia đối nàng giải độc hiệu quả, tốt vô cùng, có thể nói là bia đến độc trừ. Diệp Thần mỉm cười, nói cô nương, ngươi không sao, chỉ còn lại một điểm thương thế, ngươi cua được cái này hỏa lò bên trong đi, qua mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Thần lại bày ra đạo thiên sơn hà lô bản vẽ, linh khí quán chú vào cầu trong giấy, khói mù bốc hơi, đạo thiên sơn hà lô liền theo trong xương khói nổi lên. Sau đó Diệp Thần tiếp tục bắn ra một giọt máu, rơi vào đạo thiên sơn hà lô bên trong, lòng lò bên trong, lập tức liền tràn đầy dòng máu, bên trong tràn ngập bàng bạc luân hồi năng lượng, còn có đạo thiên sơn hà lô bản thân tinh thuần linh khí. Thương Thiên Lạc Nguyệt ngoại trừ chúng độc bên ngoài, thương thế cũng là có chút nghiêm trọng, bất quá Diệp Thần có đạo thiên sơn hà lô ở đây, đoán chừng chỉ cần 3-4 ngày thời gian, liền có thể để cho nàng triệt để khỏi hẳn. Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn xem cao cao to to đạo thiên sơn hà lô, nói, ngô. Ta có chút đi không được đường, Diệp đại ca, người ôm ta đi vào. Diệp Thần nói, được a. Diệp Thần liền đưa nàng mảnh mai thân thể bế lên, bay đến đạo thiên sơn hà lô bên trên, liền muốn đưa nàng bỏ vào. Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn xem lòng lò bên trong cô lỗ lỗ nổi lên dòng máu, kêu lên, ôi, đừng làm bẩn y phục của ta. Diệp Thần nói, người muốn như thế nào? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, vẫn là trước cởi quần áo ra đi. Diệp Thần nói, giải quyết tốt về sau, Thương Thiên Lạc Nguyệt kiều khu không được mảnh vải, tại đạo thiên sơn hà lô bên trong ngâm lấy, dòng máu che lại nàng uyển chuyển tư thái, chỉ lộ ra một khỏa vuốt tay cùng một nửa vai.
Diệp Thần thì ở bên cạnh thủ hộ lấy, gặp nàng khí tức đã từ từ vững chắc, cảm thấy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói chờ qua mấy ngày ngươi thương thế liền có thể tốt. Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói tạ ơn a, Diệp đại ca. Lúc này bên ngoài có thiên ma giáo cường giả đi qua hang núi, nhưng Diệp Thần sớm dùng không gian thần thông giam giữ cửa hang, hết thảy thiên cơ phong bế, cũng không có bại lộ nguy hiểm, cũng không cần lo lắng cái gì. Diệp Thần nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt đôi mắt sáng ngời, đang mắt không chớp nhìn xem chính mình, không có chút nào thèm quan tâm mình tại một người đàn ông xa lạ trước mặt trần trụi thân thể, nhân tiện nói, ngươi cũng không hại xấu hổ sao. Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, không có gì tốt thẹn thùng, ta mệnh đều là ngươi cứu, ngươi như là ưa thích thân thể của ta, cái kia. Diệp Thần nói, dừng lại. Thở dài một hơi, tốt, không nói cái này, làm sao ngươi biết ta là luân hồi chi chủ, còn biết ta là từ tương lai xuyên Việt về tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, cái kia rất rõ ràng a, ngươi có luân hồi máu, mà lại khí huyết năng lượng như thế phong phú, vậy ngươi dĩ nhiên chính là luân hồi chi chủ, là thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn. Diệp Thần nghe được thiên tổ nhị chữ, nội tâm lập tức rụt lại một hồi, nói thiên tổ, người phát ngôn. Ngươi biết thiên tổ, người phát ngôn lại là chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Lạc Nguyệt ngạc nhiên nói, ngươi là luân hồi chi chủ, thế mà không biết thiên tổ sao? Diệp Thần chìm nhưng nói, ta biết một chút, nhưng mông lung, có thật nhiều nghi ngờ địa phương. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, a, cũng thế, thiên tổ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường người cũng không biết hắn tồn tại. Ta là gia tộc trong bộ lạc tài nguyên, mới nhìn trộm đến một chút nội tình. Diệp Thần vội hỏi, thiên tổ nội tình là cái gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì cười một thoáng, nói, ngươi đối thiên tổ hết sức quan tâm a. Diệp Thần dừng một chút, nói thẳng nói, tự nhiên, truyền thuyết thiên tổ là luân hồi pháp tắc sáng tạo giả, là hắn theo thế giới bên ngoài, mang đến luân hồi thất tinh, ta cái này luân hồi chi chủ, đối với hắn khẳng định là để ý, không biết hắn thiện hay ác. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, loại cấp bậc này đại nhân vật, không thể đơn thuần dùng thiện ác hình dung, luân hồi pháp tắc đến cùng phải hay không thiên tổ sáng tạo, ta không biết, nhưng ta biết hắn là luân hồi nhất tộc lão tổ, thực lực rất mạnh mẽ. Diệp Thần nói, luân hồi nhất tộc sao? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, đúng vậy a, luân hồi nhất tộc, là thế giới bên ngoài đại tộc, không nhận thiên đạo quản thúc, tại thiên đạo thế giới bên trong, có một số người tiêm nhiễm luân hồi khí, danh xưng là luân hồi tộc nhân. Nhưng đây là đi quá giới hạn, không có cách nào cùng chân chính luân hồi nhất tộc so sánh. Luân hồi nhất tộc vì thiên đạo không dung, là không thể xuất hiện trên thế giới này, nhưng thiên tổ là một ngoại lệ, sự cường đại của hắn, cường đại đến có khả năng che đậy thiên đạo. Hắn dùng móng tay của hắn, tại thiên đạo phía trên điêu khắc ra một đầu mới pháp tắc, liền là luân hồi pháp tắc. Thật sự là kinh khủng đại thần thông a, nếu là ta, quan tưởng thiên đạo đều có thể bị sống sờ sờ đánh chết. Chớ nói chi là tiếp cận, thậm chí điêu khắc thiên đạo. Nói đến thiên tổ thời điểm, Thương Thiên Lạc Nguyệt bên trong ngữ khí cũng là mang theo sùng kính. Thiên tổ mạnh mẽ, cường đại đến có thể dùng móng tay điêu khắc thiên đạo, tại đã 10 điểm hoàn mỹ thiên đạo phía trên, lại điêu khắc nhiều một đầu luân hồi pháp tắc. Ban đầu thiên đạo, phía trên có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, tinh không pháp tắc, còn có tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, địa thủy hỏa phong chở các loại pháp tắc khác nhau, nhưng cũng không có luân hồi pháp tắc tồn tại. Là thiên tổ, dùng móng tay tại thiên đạo phía trên, điêu khắc ra luân hồi pháp tắc. Có tầng dưới chót nhất pháp tắc logic cơ sở, hắn mang tới luân hồi thất tinh, mới có thể ở cái thế giới này vận chuyển xuống. Người có luân hồi máu, linh khí còn như thế rồi rào tinh thuần, vậy khẳng định không phải thế gian những cái kia đi quá giới hạn người. Nhưng ngươi lại không thể là thiên tổ, vậy ngươi chỉ có thể là thiên tổ tiên đoán bên trong luân hồi chi chủ. Thương Thiên Lạc Nguyệt tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, lại liếm liếm bờ môi của mình, bộ dáng thoạt nhìn có chút mê người, nàng tựa hồ cũng tại dư vị lấy vừa mới Diệp Thần luân hồi máu mùi vị. Diệp Thần luân hồi máu, rất tinh khiết, năng lượng phong phú, cho nên nàng nhận định Diệp Thần liền là luân hồi chi chủ, không thể nào là người khác, bởi vì thế gian không có người có thể có được tinh thuần như vậy luân hồi máu. Đến mức luân hồi nhất tộc thuần huyết người, đều tại thế giới bên ngoài, không có khả năng tiến vào cái thế giới này, thiên đạo không cho phép, thiên đạo pháp tắc uy áp là thập phần cường đại, mặc dù thiên đạo tam tướng thần, thiên tổ trợ cấp bậc cường giả, có nhào nặn điêu khắc thiên đạo tư cách,
uy quyền lăng giá tại trên thiên đạo, nhưng đối người bình thường tới nói, thiên đạo pháp tắc là đủ để muốn mạng, không thể làm trái, thiên không thể nghịch. Tại thiên đạo hạn chế dưới, thế giới bên ngoài người, căn bản vào không được, có thể tiến đến, đều là dị số bên trong dị số, cường giả bên trong cường giả. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, lời tiên đoán này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Lạc Nguyệt sờ xuất lên cằm của mình, nói cái này sao, muốn theo cực kỳ lâu trước nói đến. Thời gian muốn xa xưa đến thiên tổ vừa mới buông xuống thời điểm. Diệp Thần gật gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Hắn biết, theo thời đại viễn cổ, đến hắn vị trí thời đại, đã trải qua triệu tỷ tỷ thế kỷ nguyên, nhưng thời đại viễn cổ, thời đại này dài đằng đẵng, so triệu tỷ tỷ thế kỷ nguyên còn muốn lâu dài rằng giặc, cho nên thiên tổ cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt, tuy nói đều là viễn cổ nhân vật, nhưng trên thực tế hai người niên đại chênh lệch, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, ngôn ngữ quá mức tái nhợt, tại dài đằng đẵng vô tận thời gian trước mặt, lộ ra 10 điểm vô lực. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói tiếp, lúc ấy, thiên đạo đã ổn định vận hành vô tận kỷ nguyên, thiên đạo bên dưới đã đản sinh ra thiên đạo vực, cũng chính là thiên đạo phúc địa. Thiên đạo phúc địa phát sáng, rọi sáng ra đi, liền dần dần mở ra hỗn độn, diễn hóa ra chư thiên thời không, nhưng này chút thời không, đều không đủ dùng dung nạp cổ thần nhóm. Cổ thần chém giết đến rất khốc liệt, một chút cổ thần đối với chiến tranh sát lục sinh ra kinh khủng cùng chán ghét, bọn hắn khát vọng có một cái hòa bình thế giới xinh đẹp, có thể dung nạp bọn hắn mạnh mẽ thân thể. Thiên tổ buông xuống, khắc họa luân hồi pháp tắc, dao động thiên đạo, nhưng cổ thần nhóm nhìn thấy thiên đạo biến hóa. Bọn hắn khẩn cầu, đem hy vọng ký thác vào cái kia luân hồi pháp tắc phía trên, khẩn cầu sẽ có một cái luân hồi thiên quốc xuất hiện, thiên quốc bên trong có vô tận rực rỡ, có chí cao thần linh chúa tể hết thảy, thẩm phán hết thảy, có thể thành lập được một người người bình đẳng, không có sát lục phân tranh thế giới, dạng này cho dù là nhỏ yếu đến đâu cổ thần, cũng không cần lại chịu các cường giả ức hiếp. Bọn hắn huyễn tưởng, tạo ra được tinh không bỉ ngạn, tạo ra được luân hồi thiên quốc, cái gọi là bỉ ngạn cực nhạc thế giới, liền là luân hồi thiên quốc. Diệp Thần gật gật đầu, hắn biết luân hồi thiên quốc ban đầu tồn tại, tinh không bỉ ngạn, luân hồi hoa nở, luân hồi thiên quốc tồn tại ở tinh không bỉ ngạn bên trong, ban đầu là viễn cổ chúng chư thần huyễn nghĩ sáng tạo ra, không có quan hệ gì với Diệp Thần. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, không không lúc nào không, cũng là vào lúc đó sáng tạo ra, là cái này đến cái khác cổ thần, huyễn tưởng xen lẫn đại thế giới, mà lại đại thế giới này, hôm nay còn đang không ngừng mở rộng. Bình thường thế giới lúc không, dung nạp không được những cái kia mạnh mẽ cổ thần nhóm, chỉ có huyễn tưởng tràn ngập thời điểm, mới đủ dùng chứa được. Diệp Thần lại gật đầu, nói ta biết. Không không lúc nào không, cùng thời không thế giới so sánh, thêm ra một cái vĩ độ, cái này vĩ độ, liền là ảo tưởng vĩ độ. Chính là bởi vì có huyễn tưởng vĩ độ tồn tại, những cái kia mạnh mẽ thiên đế nhóm, cổ thần nhóm, mới có thể sinh tồn kéo dài, bằng không bình thường thế giới, vĩ độ quá thấp. Không chứa được bọn hắn bàng bạc hùng hồn tư tưởng, bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bình thường thế giới vũ trụ no bạo đi, chỉ có không không lúc nào không có thể dung nạp. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, bất quá không không lúc nào không, tràn đầy tranh đấu sát lục, rất nhiều cổ thần nhóm vẫn là khát vọng phi thăng tinh không bỉ ngạn, bọn hắn khát vọng sẽ có một cái hoàn mỹ thế giới, một người người bình đẳng hoàn mỹ thế giới, đến giải quyết tất cả phân tranh. Mà luân hồi thiên quốc, đúng là bọn họ huyễn nghĩ sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới, cái này huyễn tưởng thế giới, bởi vì nghĩ viển vông quá lớn, vô pháp liều vào không không thời không bản đồ bên trong, chỉ có thể xuất hiện tại thiên đạo phụ cận. Thiên đạo là vĩ đại, có thể dung nạp hết thảy ảo tưởng không thực tế, bao quát luân hồi thiên quốc. Dạng này, tinh không bỉ ngạn bản đồ, liền sơ bộ đặt vững, dùng thiên đạo làm hạch tâm, thiên đạo vực vì tầng bên trong, luân hồi thiên quốc là ngoại tầng. Cũng là diện tích lớn nhất tồn tại, chiếm cứ tinh không bỉ ngạn chín thành diện tích. Luân hồi thiên quốc đạt được thiên đạo tán thành, sản sinh ra vô tận thụy khí, vô tận tường vân, vô tận phúc phận, chúng ta cửu thiên lớn phiệt, còn có thiên ma giáo, tinh không thần tộc các loại, rất nhiều thế lực, dần dần đều theo thiên đạo vực đi ra, đạp vào luân hồi thiên quốc, cũng thành lập được chính mình thế lực. Bất quá này luân hồi thiên quốc, quần long vô thủ, chân chính chúa tể giả chậm chạp không có sinh ra. Mãi đến thiên tổ tiên đoán, hắn nói cuối cùng có một ngày, sẽ xuất hiện một người thống trị, người kia là hắn người phát ngôn, sẽ chấp trưởng luân hồi, thậm chí sẽ siêu việt hắn, siêu việt tỷ thấp nô, siêu việt phạm thiên, trở thành chí cao. Cái kia người phát ngôn,
thân có luân hồi máu, đỉnh đầu luân hồi thất tinh, chấp trưởng lục đạo luân hồi, tên luân hồi chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, Thương Thiên Lạc Nguyệt tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, rõ ràng nhận định hắn liền là thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn, là chấp trưởng luân hồi pháp tắc luân hồi chi chủ. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, hỏi thiên tổ sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, vậy hắn hẳn là mới thật sự là luân hồi chi chủ. Thương Thiên Lạc Nguyệt lắc lắc đầu nói, không có, thiên tổ tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân, vô pháp chấp trưởng luân hồi, hắn thậm chí không thể lưu ở cái thế giới này, đã ẩn chui, hắn mang đến luân hồi pháp tắc, luân hồi huyền bia, luân hồi thất tinh, ngô, hẳn là còn có một cái vĩ đại luân hồi tạo vật, nhưng hết sức thần bí, ta không biết là cái gì. Diệp Thần trong lòng khẽ động, biết cái kia thần bí vĩ đại luân hồi tạo vật, rất có thể liền là luân hồi mộ địa. Thiên tổ có phải hay không sáng tạo ra một cái gọi mộ táng cung thế lực? Diệp Thần lại hỏi. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, đúng vậy a, bất quá đã giải tản. Diệp Thần nói, đã giải tản sao? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, đúng vậy, thiên tổ ẩn đột, giải tán mộ táng cung, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, khả năng đã rời đi cái thế giới này, hắn chân chính đi hướng, khả năng chỉ có mộ táng cung một chút hạch tâm cường giả biết. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nhíu mày, không nghĩ tới ở niên đại này, mộ táng cung liền đã giải tán, thiên tổ tung tích càng là phiếu miểu không thể nghe thấy. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Bất kể như thế nào, theo Thương Thiên Lạc Nguyệt trong miệng, Diệp Thần cũng là biết rất nhiều che giấu, hiện tại liền hướng nàng nói tạ. Thương Thiên Lạc Nguyệt hì hì cười một tiếng, trong mắt sáng mang theo xúc động lòng người màu sắc, nói, không cần cảm ơn, ngô, ngươi qua mấy ngày muốn đi sao? Diệp Thần nói, ừm, đúng vậy, chờ ngươi vết thương lành, ta liền phải trở về ta thế giới, ta cuối cùng không thuộc về nơi này, ta có sứ mệnh của ta. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói tốt, vậy ngươi phải nhớ kỹ tên của ta a, ta gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi tìm ngươi. Bỗng nhiên lại nói, ngươi đưa tay cho ta. Diệp Thần nói, cái gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, ngươi đưa tay qua tới. Diệp Thần hồ nghi, nhưng vẫn là để bàn tay đưa tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt nháy mắt, nắm lấy Diệp Thần tay cầm, khóe miệng mang theo nụ cười, dùng ngón tay tại Diệp Thần trên lòng bàn tay viết chữ. Chỉ gặp nàng ngón tay hiện ra một vài kim quang, rất nhanh liền tại Diệp Thần trong lòng bàn tay, viết ra một cái lạc chữ. Diệp Thần chỉ cảm thấy trưởng lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không đau đớn, nói, ngươi muốn làm cái gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, lưu cái ký hiệu a, đừng quên tên của ta gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, thần xưng là Lạc Thần. Trở về sau ta tu vi mạnh mẽ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Diệp Thần thu về bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay lạc chữ, sáng tắt lấp lánh, lại dần dần ẩn độn xuống, nói, ngươi tìm ta làm gì? Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, báo đáp ngươi a, ngươi cứu được tính mạng của ta dù sao cũng phải báo đáp, nhưng ngươi qua mấy ngày muốn đi, trên người của ta cũng không có đeo vật gì tốt có thể cho ngươi, vậy tương lai dù sao cũng phải báo đáp. Diệp Thần cười nói, không cần, ta là. Hắn vừa định nói chính mình là phụng đại chủ tể mệnh lệnh, mới xuyên qua tới cứu nàng, nhưng lại sợ dẫn xuất cái gì ngoài định mức nhân quả, liền ngậm miệng không nói. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, cái gì? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không có gì, tương lai hữu duyên, gặp lại đi. Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, ừm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Thương Thiên Lạc Nguyệt thương thế đã tốt. Theo đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong ra tới, mặc quần áo tử tế, một thân màu xanh lá áo ngắn cùng nhỏ váy ngắn, lộ ra phá lệ tươi đẹp thanh thuần, hoạt bát xúc động lòng người. Diệp Thần nhớ tới trước đó nhìn qua Lạc Thần pho tượng, vậy thì thật là ôn uyển nhã nhặn, khí chất ung nhã, cùng bây giờ Thương Thiên Lạc Nguyệt so sánh, đó là nội liễm nhiều. Ta phải đi. Diệp Thần cười nói. Thương Thiên Lạc Nguyệt cười nói, ừm, đi thong thả. Diệp Thần nói, như cặp vậy dứt khoát, ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ được ta đi đây. Đi qua 3 ngày này ở chung, Diệp Thần cùng nàng quan hệ quen thuộc không ít. Thương Thiên Lạc Nguyệt một bộ sáng sủa minh sảng bộ dáng, cười nói, không nỡ bỏ cũng không có cách nào nha, ta lại lưu không được ngươi, chỉ cần chúng ta có thể nhớ kỹ lẫn nhau tên, tương lai nhất định có thể gặp lại. Diệp Thần ngẩn ngơ, Thương Thiên Lạc Nguyệt so hắn trong tưởng tượng còn muốn dứt khoát, thật sự là một cái phi dương sáng rỡ nữ tử. Thật không dám tưởng tượng nàng hắc hóa bệnh trạng bộ dáng. Theo trong sơn động ra tới, thiên ma giáo cường giả đã đi,
núi hoang bên trong có người tại hô to. Lạc Nguyệt, ngươi ở đâu? Diệp Thần nhận ra đó là đại chủ tể Thanh Âm, nghĩ đến là đại chủ tể mang theo Thương Thiên Bộ Lạc người, qua đến tìm kiếm Thương Thiên Lạc Nguyệt. Ta đi. Diệp Thần sợ nhìn thấy lúc còn trẻ đại chủ tể, sẽ sinh ra bất trắc biến số, hiện tại liền gọi ra luân hồi chi bàn, chuẩn bị rời đi. Thương Thiên Lạc Nguyệt vẫy tay cánh tay, cùng hắn cáo biệt, cười nói, đi thong thả, Diệp đại ca, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng đừng quên ta. Diệp Thần nhìn xem con mắt của nàng, trịnh trọng gật đầu, nhất định. Sau đó liền vượt vào luân hồi chi bàn bên trong. Luân hồi chi bàn chuyển động, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, không ngừng xoay tròn. Diệp Thần tiến vào luân hồi chi bàn về sau, rất nhanh liền truyền tống rời đi, tiếp theo sát, hắn đã về tới hắn chỗ niên đại cùng thế giới. Soạt một tiếng, bạch quang lấp lánh, Diệp Thần xuất hiện tinh không thần sơn, bên cạnh liền là đại chủ tể. Đầu kia thời gian trường hà đã yên diệt, đại chủ tể biểu lộ có chút ngốc trệ, thấy Diệp Thần ra tới, hắn tinh thần một hồi hốt hoảng, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã oặt, phù một tiếng bắn ra máu tươi. Đại chủ tể, làm sao vậy? Diệp Thần giật nảy cả mình, vội vàng đem đại chủ tể đỡ dậy, rồi lại nghe toàn bộ không không lúc nào không, chư giới thiên vũ truyền đến từng đợt oanh long long chấn động âm thanh, thế giới phảng phất muốn sụp đổ, trên trời cao lôi vân phun trào. Phảng phất có kinh khủng tai kiếp muốn buông xuống. Luân hồi chi chủ, ngươi cải biến đi qua. Đại chủ tể kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nói, đúng, đại chủ tể, ta đã dựa theo ngươi ủy thác, cứu được muội muội của ngươi. Đại chủ tể bưng bít lấy đầu của mình, nói, phải không? Ngươi thành công, trong đầu của ta, có hai đầu trí nhớ đường đang điên cuồng xen lẫn rối loạn, ta không biết đầu nào trí nhớ đường mới là chân thực. Đầu nào mới là hư giả. Đúng rồi, ta ủy thác ngươi đi làm gì tới? Diệp Thần nghe được đại chủ tể này tra hỏi, lập tức dùng mình, nói, đại chủ tể, ngươi đều quên sao? Đại chủ tể trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt thống khổ, nói, không phải quên, là ngươi cải biến thế giới nhân quả, toàn bộ thế giới đường, tuyến thời gian đều đi theo biến động, trí nhớ của ta lâm vào rối loạn, cho ta xử lý. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần thanh minh, nói, đúng rồi, là ta ủy thác ngươi, trở lại quá khứ, cứu vớt muội muội của ta, ngươi thành công. Vốn có thế giới đường, là ta cứu được muội muội của ta, nàng bởi vậy lại yêu ta, nhưng đầu này thế giới đường, đã triệt để bị ngươi đổi động, muội muội ta hiện tại yêu người, là ngươi. Thế giới đường biến động, sinh ra đủ loại to lớn dị biến, ngươi có khả năng chính mình suy tính một thoáng. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền bấm ngón tay tính toán. Cảm thụ được hiện nay thế giới cải biến, không tính không biết, tính toán giật mình, hắn lập tức dùng mình. Thương Thiên Lạc Nguyệt đạt được cứu vớt, không tiếp tục sinh ra bất luân tình cảm, nàng không tiếp tục đi sáng tạo cái gì ngu giả thần thuật không tồn tại, hiện tại tam thập tam thiên thần thuật, xếp hàng thứ nhất, đã cải biến, biến thành một môn gọi cửu thiên tù thần chỉ thần thông. Ngu giả thần thuật không tồn tại, tín ngưỡng ngu giả người, tín ngưỡng cũng sụp đổ. Giống như là độc thủ dược thần thê tử thần Tuyết Giao Cơ, nàng vốn là ngu giả thần điện chấp trưởng giả, thành kính tín ngưỡng vào ngu giả thần thuật, nhưng bây giờ tín ngưỡng sụp đổ, lại không thông báo có hậu quả gì không. Thế giới đường biến động, nhưng biến động đến không đủ triệt để, cựu thế giới cơ sở vẫn còn, cùng thế giới mới lẫn nhau đan xen kẽ, tạo thành to lớn thác loạn. Hai đầu thế giới đường, tại lúc này va chạm, cho nên không không lúc nào không bên trong. Khắp nơi vang dội oanh long long tiếng nổ mạnh, không biết có nhiều ít cái vũ trụ thế giới, tại va chạm xen lẫn bên trong yên diệt bạo phá, cũng không biết có bao nhiêu người chết đi. Thế giới cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc tồn tại, Diệp Thần cải biến qua đi thế giới một cái nhân quả, dắt một phát động toàn thân, đưa tới cải biến, là vô cùng to lớn. Cũng là hắn thực lực còn chưa đủ, cải biến thế giới đường về sau, cựu thế giới nhân quả không có triệt để tiêu trừ. Dẫn đến cùng thế giới mới sinh ra va chạm. Nếu như Diệp Thần thực lực lại mạnh mẽ một chút, vậy hắn sửa đổi thế giới đường về sau, mới diễn sinh ra thế giới, sẽ không lại cùng cựu thế giới sinh ra bất luận cái gì xen lẫn, hết thảy đều sẽ một cách tự nhiên cải biến. Hiện tại cải biến, rõ ràng không đủ tự nhiên, đại chủ tể trong đầu, có hai đầu trí nhớ đường điên cuồng đan xen. Nếu như đầy đủ tự nhiên, hắn thậm chí sẽ không nhớ kỹ. Là chính mình cắt cử Diệp Thần trở lại quá khứ. Đại chủ tể, người vẻ mặt tốt tái nhợt.
Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, hiển nhiên là mới cựu thế giới nhân quả xen lẫn xung đột, đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng, dù sao hắn là vòng xoáy trọng yếu nhất. Đại chủ tể thoải mái khoát khoát tay, nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén, nói, bất quá, luân hồi chi chủ, người có thể đến cẩn thận một chút. Diệp Thần nói, cái gì? Đại chủ tể nói, muội muội ta yêu ngươi, mong mà không được, nàng có thể sẽ lâm vào bệnh trạng, nàng sẽ theo tinh không bị ngạn hàng lâm xuống, ta không biết là phúc là họa, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, lâm vào bệnh trạng sao? Hắn hồi tưởng lại Thương Thiên Lạc Nguyệt, nữ tử kia, là như thế tươi đẹp hoạt bát, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng lâm vào bệnh trạng là dáng dấp ra sao? Đại chủ tể thở dài, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút, bị muội muội ta quấn lên, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đây là ta đáp ứng cho thù lao của ngươi, ngươi cầm lấy đi, ta cáo từ trước. Hắn ném ra một cái túi đựng đồ, sau đó liền quay người rời đi, bóng lưng 10 điểm cô đơn cùng dã rời. Trong túi chữ vật, chứa kiếm tử tiên trần di vật, có thật nhiều thiên tài địa bảo, thần thông bí tịch, còn có không ít đạo tông bí pháp. Đây đối với Diệp Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một bút tài phú, bất quá bây giờ hắn lại không có cái gì vui sướng tâm tư, bởi vì hắn cải biến thế giới, lại không biết hiện nay thế giới, đến cùng sinh ra loại nào kinh người biến động. 3 ngày sau, nhân quả dần dần rõ ràng, thế nhân cũng không biết, là Diệp Thần cải biến thế giới đường, chỉ biết là không không lúc nào không đột nhiên bùng nổ một trận tai biến, có rất nhiều vũ trụ thời không, va chạm nhau nổ tung yên diệt. Diệp Thần cũng không có đem cụ thể chân tướng, cáo chi người ngoài, cho nên coi như là luân hồi trong trận doanh người, đều không biết thế giới bị Diệp Thần cải biến qua. Luân hồi trận doanh các đệ tử, hướng Diệp Thần hồi báo biến hóa ở bên ngoài. Thất tuyệt phái bên kia, thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam sống lại, đang tại nội chiến Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Chu Mục Thần hai phía thế lực, hoảng sợ rút lui, thất tuyệt phái đổi tên gọi Khói Lam Thánh Địa, đã thành thần tình yêu địa bàn. Nàng đang ở triệu tập tín đồ của nàng nhóm, một nhánh thế lực mới sinh ra. Độc thủ dược thần thê tử, thần tuyết giao cơ, trong vòng một đêm tín ngưỡng sụp đổ, chính nàng cũng không biết, chỗ sụp đổ tín ngưỡng đến cùng là cái gì. Nàng tại một cái gọi ngu giả thần điện địa phương, thần điện kia kèm thêm lấy chung quanh vũ trụ thế giới, cùng nhau hướng đi sụp đổ hủy diệt, nàng thậm chí không biết chính mình làm sao lại tại đây cái gọi ngu giả thần điện địa phương. Thế gian cũng không người biết được ngu giả nhị chữ hàm nghĩa. Mê thất thần tuyết giao cơ nhận cổ tinh môn Hiên Viên Vương tác động, đã đi cổ tinh môn, con gái nàng Độc Cô Già La, Bao La mờ mịt phía dưới lưu lạc bốn phương, không biết tung tích. Còn có cửu thiên tù thần chỉ, bởi vì thế giới đường biến động, nguyên bản xếp hàng thứ nhất tam thập tam thiên thần thuật, ngu giả thần thuật đã không tồn tại, hiện tại xếp hàng thứ nhất thần thuật, gọi cửu thiên tù thần chỉ. Tương truyền là tinh không bỉ ngạn lưu truyền tới thần thông, là cửu thiên lớn phiệt 9 vị lão tổ, hợp lại sáng tạo. Cửu thiên lớn phiệt, mỗi một cái môn phiệt, đều là theo ban đầu tinh không, ban đầu thiên đạo vực bên trong sinh ra, lịch sử sâu xa tuyên cổ, mỗi cái môn phiệt chúa tể lão tổ, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, bọn hắn hợp lại sáng tạo thần thuật, cái kiệu uy lực có thể nghĩ, coi như là đặt vào tinh không bỉ ngạn, môn này cửu thiên tù thần chỉ, cũng là cao cấp nhất siêu cấp thần thông. Hiện tại đầu này thế giới đường, quay quanh môn này cửu thiên tù thần chỉ, vạn cổ đến nay, không biết có nhiều ít thế lực tranh đoạt, luân hồi trận doanh các đệ tử, hướng Diệp Thần bẩm báo, gần nhất cũng thật nhiều thế lực, vây quanh cửu thiên tù thần chỉ chém giết tranh đoạt, trong đó bao quát Đao Phong Nữ Hoàng. Bất không quá, Đao Phong Nữ Hoàng tranh đấu bất lợi, đã sắp muốn trở về. Diệp Thần nghĩ đến Đao Phong Nữ Hoàng, liền thấy lo lắng. Bởi vì, Đao Phong Nữ Hoàng bản thân, Đại Từ Thụ Hoàng, trong tay hắn biến thành một cái bùn nhão quái vật, hiện tại còn bị phong ấn ở Thái Thản Tinh chỗ ngồi mặt, hắn có chút thẹn với người trước. Nếu là Đao Phong Nữ Hoàng trở về chỉ trích chất vấn, hắn nhưng là đau đầu cực kỳ. Mặt khác, Phật Tổ cũng tới hướng Diệp Thần bẩm báo, luân hồi chi chủ, ta đã cùng già ly sư quá hẹn xong, sau 5 ngày gặp mặt, người cầm lấy phong thư này, có thể đi thiên tử tĩnh trai tìm nàng. Đưa một phong thư cho Diệp Thần. Diệp Thần tâm động khẽ động, nói, Phật Tổ, Chu Tước mảnh vỡ sự tình, người cũng nói rõ. Trước mắt, Diệp Thần đồng minh trận doanh bên này, chỉ có già ly sư quá, biết Chu Tước mảnh vỡ hạ lạc, thậm chí đã từng tiếp xúc qua.
Bây giờ nghĩ triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, chu tước mảnh vỡ là nơi mấu chốt, mà lại chu tước mảnh vỡ năng lượng, chắc chắn cũng vô cùng bàng bạc, có thể khiến cho hắn tu vi cấp tốc đột phá. Trong tay hắn bên trên vũ trụ mệnh cách xá lợi tử, ít nhất phải hắn bước vào thiên nguyên cảnh 7 tầng trời, mới có tư cách luyện hóa trưởng khống, hắn hiện tại đã 5 tầng trời trung giai, khoảng cách 7 tầng trời không tính xa. Nếu là có thể đạt được chu tước mảnh vỡ, nhất cử đột phá vào 7 tầng trời, không phải ảo mộng. Chờ hắn bước vào 7 tầng trời, lại nắm trong tay vũ trụ mệnh cách, là có thể vì Nhậm Phi Phàm giao phó vô tận thời gian, từ đó khiến cho hắn tránh cho tuổi thọ hao hết nguy hiểm. Đủ loại nhân quả, không hề nghi ngờ, đối với hiện tại Diệp Thần tới nói, không có so chu tước mảnh vỡ thứ quan trọng hơn. Phật Tổ lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không có, chu tước mảnh vỡ 4 chữ này, ta không dám nhắc tới, sợ xúc động Già Ly Sư quá tâm ma, ta chỉ nói ngươi muốn tìm một kiện bí bảo, chỉ có Già Ly Sư quá biết hạ lạc, đến mức chuyện cụ thể, ngươi tự mình nói với nàng, nhưng trong lời nói phải cẩn thận, không cần thiết không thể xúc động tâm ma của nàng. Chu tước mảnh vỡ, liền là Già Ly Sư quá tâm ma. Nàng năm đó, là cái đại mỹ nhân, từng thu phục chu tước mảnh vỡ thất bại, phản bị bỏng, trực tiếp hủy dung nhan, hoàn toàn thay đổi, nhận hết đối xử lạnh nhạt, sau này mới khôi phục, nhưng năm đó thống khổ tra tấn, thói đời nóng lạnh, đã thành nàng vĩnh hằng tâm ma, liền Phật Tổ đều không dám ở trước mặt nàng, đề cập nửa điểm chu tước mảnh vỡ tương quan sự tình. Diệp Thần nhìn thấy Phật Tổ như thế ngưng trọng bộ dáng, trong lòng cũng là run lên, nói tốt, Phật Tổ, ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Phật Tổ nói, vậy thì tốt, ta cảm giác thiên cơ, Đao Phong Nữ Hoàng ngày mai liền trở lại, cần vì nàng chuẩn bị một cái nghi thức hoan nghênh sao. Diệp Thần trái tim siết chặt, nói, nhanh như vậy, ngày mai liền trở về rồi sao. Ngô nghi thức hoan nghênh, hẳn là không cần, nàng không thích những thứ này. Phật Tổ nói, vậy thì tốt, ta cáo lui trước. Quay người rời đi. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ, lại không biết ngày mai Đao Phong Nữ Hoàng trở về, sẽ có như thế nào cuồng phong bạo vũ. Rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Đao Phong Nữ Hoàng liền buông xuống luân hồi tinh giới. Chỉ thấy Đao Phong Nữ Hoàng dung mạo, liền là Đại Từ Thụ Hoàng dung mạo, cả hai như song bào thai giống như đúc, đều bởi vì Đao Phong Nữ Hoàng thân thể, là sau này tái tạo, cùng Đại Từ Thụ Hoàng thân thể có cùng nguồn gốc, đều là thiên mẫu tạo vật. Chỉ bất quá, Đao Phong Nữ Hoàng trên trán đều là như đao tử lăng lệ dũng mãnh chi sắc, cùng ôn nhu điềm tĩnh Đại Từ Thụ Hoàng khác biệt quá nhiều, trên người nàng lại ăn mặc áo da thú phục, eo vượt đao cách túi đựng tên, mang trường cung, vô cùng dũng mãnh, cưỡi một đầu to lớn điêu thử, xông lên nhập luân hồi tinh giới, lập tức đưa tới rất nhiều luân hồi trận doanh tuần thú người chú ý. Diệp Thần sớm đã phân phó, Đao Phong Nữ Hoàng hôm nay sẽ trở về, cho nên luân hồi trận doanh tuần thú đám người nhìn thấy nàng về sau, cũng không ngăn trở, dồn dập khom mình hành lễ. Diệp Thần ở đâu, gọi hắn cút ra đây. Đao Phong Nữ Hoàng lớn tiếng gào thét, hai đầu lông mày một mảnh dữ tợn sát ý, cưỡi cái kia to lớn điêu thử, hướng phía trước chạy gấp. Luân hồi trận doanh mọi người câm như hến, không dám đáp lại. Diệp Thần đi ra ngoài, bất đắc dĩ nói, Nữ Hoàng tiền bối, ta tại đây bên trong. Hắn thấy Đao Phong Nữ Hoàng tỏa hạ điêu thử. Sinh ra bốn đuôi, đúng là vĩ thú tử vân trồn, trước kia đại đạo tranh phong trong trận đấu, bốn đuôi từng là Chu Võ Hoàng trợ thủ, sau bị Diệp Thần thuần thú bát tự quyết bức lui, không biết tung tích. Hiện tại, này bốn đuôi tử vân trồn, thế mà bị Đao Phong Nữ Hoàng thuần phục, hoàn thành vật cưỡi, rõ ràng Đao Phong Nữ Hoàng thuần thú bản lãnh cường hãn. Đao Phong Nữ Hoàng gặp được Diệp Thần, lập tức liền theo vật cưỡi bên trên thả người vọt lên, như một đầu báo cái. Cả người bổ nhào vào Diệp Thần trên thân, đưa hắn ngã nhào xuống đất, lại rút ra bên hông bội đao, hoành đao gác ở Diệp Thần trên cổ. Bốn phía luân hồi trận doanh đệ tử phải sợ hãi, vội vàng xông lên phải cứu viện binh, Diệp Thần nhàn nhạt đưa tay ngăn cản, nhìn chăm chú Đao Phong Nữ Hoàng, cười nói tiền bối làm sao tức giận như vậy. Đao Phong Nữ Hoàng khí nộ nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, Đại Từ Thụ Hoàng bị ngươi giết, đúng hay không? Diệp Thần nói, không có, nàng còn sống. Đao Phong Nữ Hoàng ngẩn ngơ, nói còn sống không. Lúc này, chỉ thấy soạt một đạo lưu quang, từ phía chân trời bay vụt tới, đúng là cái thân mặc hắc bào, áo choàng bên trên bò đầy nhuyễn trùng, toàn thân tràn ngập dơ bẩn sa đọa khí tức, làn da đã mênh mông nát nát, mấp mô nam tử.
Diệp Thần lờ mờ nhận ra nam tử này, lại là hoang tộc lão tổ, Hoang Thiên Đế. Bảy ác mộng một trong. Đao phong nữ hoàng, không thể đối luân hồi chi chủ vô lễ. Hoang Thiên Đế tay cầm cách không một túm, một cỗ kình lực đem đao phong nữ hoàng kéo ra, hắn lại 10 điểm áy náy, khom người hướng Diệp Thần nói xin lỗi, thật có lỗi, luân hồi chi chủ, bị sợ hãi. Diệp Thần nói, Hoang Thiên Đế, là ngươi, ngươi làm sao? Hắn thấy Hoang Thiên Đế hình dáng tướng mạo, cùng so với trước kia, không biết xa đọa ghê tởm nhiều ít, trong lòng có chút động dung. Hoang Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói trên người ta ngạc tuyền chi thủy, phát tác đến càng ngày càng lợi hại, ta trước đó không lâu cùng đao phong nữ hoàng cùng một chỗ, đi tranh đoạt cửu thiên tù thần chỉ, muốn dựa vào cái kia cửu thiên tù thần chỉ chặt đứt ác mộng sát, đáng tiếc thất bại, nàng muốn trở về tìm ngươi, ta liền đi theo tới. Diệp Thần nói, cái kia cửu thiên tù thần chỉ, là bị người nào cướp được. Hoang Thiên Đế lắc lắc đầu nói, cửu thiên tù thần chỉ nãi đệ nhất thần thuật, theo tinh không bỉ ngạn bên trên lưu truyền xuống tuyệt thế thần thông, đã sinh ra bản thân ý thức, này thần thông không vì bất luận cái gì người chấp trưởng, đã đào thoát không biết tung tích. Diệp Thần nghĩ thầm, không biết tung tích tốt nhất, nếu là cái khác trận doanh được cửu thiên tù thần chỉ, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Hắn hướng Hoang Thiên Đế nói, Hoang Thiên Đế, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi ngạc tuyền chi thủy, không cần lo lắng, ta có khả năng thôi động thôn hồn quỷ châu, thay ngươi nuốt mất hết thảy ác mộng sát. Thôn hồn quỷ châu có khả năng thôn phệ vạn vật, thậm chí liền ngạc tuyền chi thủy đều có thể thôn phệ. Hoang Thiên Đế kỳ lạ, nói, ngươi có thể khống chế thôn hồn quỷ châu. Ta nhòm ngó thiên cơ, biết thôn hồn quỷ châu mặc dù rơi xuống trên tay của ngươi, nhưng dùng tu vi của ngươi, còn xa còn lâu mới có thể trưởng khống. Mà ta ngạc tuyền chi thủy, phát tác đến càng ngày càng kịch liệt, chỉ sợ đã đợi không kịp. Diệp Thần nói, Hoang Thiên Đế, xin yên tâm, ta có biện pháp, có thể thay ngươi giải quyết ngạc tuyền chi thủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 548.